Thế anh Kiên cho chia sẻ lên trên fanpage nha. Anh Kiên nha. Đi. Lùi ra cho mẹ bán hàng. Ồ, dạ con quá. Em quá. Hát đi. Hát cho mẹ nghe bài nào. Hello đi. Hello. Hello, hello. I can feel you too. Xin chào tất cả khách hàng của em Vân Anh nha, các chị yêu nha. Hàng em mới về nha. Xin chào các bác. Con chào các bác. Chào các bác. Yes. Nào. Chào Út này, chào Út này. Con chào bà Út. Con chào bà Út. Chào bà Út đi. Chào bà Út. Út ơi. Bà Út ơi. Con đẹp dai nhỉ. Ok, đi ra ngoài. Chào tất cả các chị yêu nha. Chào 28 chị yêu ạ. Chào 30 chị yêu, các chị hãy vào xem livestream, hãy cho em xin một chấm các chị yêu nha. Hôm nay hàng em mới về. Hôm nay em like áo ren nè. Áo 2 dây này, quần legging nha. Bé trai nhà em đấy chị ạ. Vào hôm nay các chị mua sản phẩm bên em đều được miễn ship các chị yêu nha. Đều được miễn ship. Hàng mới về luôn. Con dẹp ra các bác xem hàng con. Nhanh nhanh nhanh, lùi. 38 chết rồi. Em chào chị Phạm Hoa, chào chị Phạm Lê Đăng Khôi nha. Đây mình cho điện thoại này. Okay. Chào 41 chị yêu à. Đâu, Thảo ơi, mặc cái Thảo nhanh lên. Ôi, mãi quần không có size M à? Đây, hàng em về với chị yêu nha. Nay chúng ta sẽ bán thập cẩm các loại. Hello các chị yêu, chào 50 chị yêu rồi. Chào 100 chị yêu ở nick Facebook Nguyễn Trung Kiên. 51 chị yêu. Đứng ra ngoài. Linh lên. Linh lên rồi. Hôm trước em có nợ đơn áo ren các chị, hãy cho em xin một chấm nhé các chị yêu nha. Hôm nay em hàng về rất là dã man luôn, dã man tàn bạo luôn. Cú Bin đẹp trai, con cảm ơn bác Cúc. Bịt vào lại bỏ bố cho con mượn cái điện, bỏ bố cho mẹ mượn cái điện thoại. Nhanh lên. Đi, lấy áo hàng cho chị em ơi. Nay áo ren về rất nhiều các chị yêu nha. Quay chị lên em ơi. Để hàng lên đây cho chị. Hàng rất nhiều luôn, hôm nay mua cái gì cũng được miễn ship hết các chị yêu nha. Mua cái gì cũng được miễn ship. Áo ren. Rồi. Áo ren các chị yêu ơi. Mang bút đây. Áo ren ngắn đây à? Cho mày áo ren ngắn. Chuẩn không? Đúng rồi, có 100 con áo ren ngắn thôi còn không này áo ren dài. 62 chị yêu rồi. Ok. Xin chào các chị yêu nha. Đúng rồi chị ạ. À. Cháu ngoan hè, mẹ bán hàng đông khách. Đúng rồi các chị yêu ơi. Em xin chào 80 chị yêu nha. Là chào 80 chị yêu. Ok, bắt đầu bán hàng thôi các chị yêu ơi. Áo ren 130.000 bao ship chỉ duy nhất trong tối hôm nay các chị yêu nha. Chỉ duy nhất trong tối hôm nay thôi. Ra ngoài. Người mẫu như em bắt đầu ra rồi, em chỉ nói một tí thôi, bắt đầu người mẫu như em nói. Áo ren hôm nay nhà em mới về, siêu 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 đẹp đó các chị yêu nha. Rất là nhiều loại đây nè. Đó, xinh chưa, ren đanh chưa, rồi ôi rất là thích luôn. Ưu điểm ren như em là như thế này các chị nhé. Rất là giãn, nhưng rất là nhẹ nhàng, mềm mại và thấm mồ hôi. Trên rất là nhiều loại ren. Có loại ren rất là đanh các chị nhé. Đanh nhưng mà lại không giãn, nhưng mà ren như em rất là giãn này. Mặc thoải mái luôn các chị yêu nha. Mọi hôm bọn em đang bán là 130.000 không bao ship. Như hôm nay hàng về, chị nào mở hàng cho em và tất cả các chị yêu mua hàng trong livestream một buổi hôm nay em sẽ bao ship hoàn toàn các chị yêu nha. Bao ship hoàn toàn. Đây. Rất là xinh luôn. Hello chị Diệu Nguyễn. Áo 2 dây cũng về rất là nhiều các chị yêu nha. Áo 2 dây. Đây. Áo này thì các chị có thể mặc. Hàng của chị có chưa? Hàng của chị Hương Trương Thị, áo di lem chưa gửi nhưng có rồi ạ. Trộm vía cu em ngoan. Để mẹ bán hàng đấy chứ. Vâng, em cảm ơn các chị. Nheo nhóc lắm ấy chứ ạ. Thằng lớn con bé nữa. Trước khi mà bán hàng lại phải cho em ti một chút. Đây áo ren các chị yêu nha, rất là xinh luôn.
Em lấy mã khác cho chị đi, có 3 mã. Hôm nay về có 3 mã siêu nha. Đây là mã 88 này, 17103. Em mặc vào chị xem. Chị yêu, đây là áo ren thế này nhá. Áo ren này là áo ren mặc ở trong với váy. Ví dụ như em đang Thiên ơi, cho nó ra cho em với. Áo ren này là mặc trong với váy chị yêu nhá. Giống như em đang mặc là áo sắt lách thế này ạ. Thì mùa thu rồi, thu đông rồi thì bọn em bắt đầu ra cái loại ren này là ren mặc lỡ tay. Ok chưa ạ? Mặc lỡ tay thì em sẽ mặc ở bên trong, sẽ che cái bắp tay như thế này lại và sẽ nó hở một cái thế này ra. Đó, ren này là ren mặc ở trong chị yêu nha. Ren mặc ở trong, còn chị nào mà thích sự sexy, người nhỏ nhắn một chút mà lưng ngắn có thể mặc chiếc áo ren này kết hợp với một chiếc gi lê thì em hoặc một chiếc quần legging rất là xinh luôn. Có áo khoác ren ngắn không em? Áo khoác ren ngắn mai em về. Hôm nay em chỉ về được 1.000 con áo ren này thôi. Ren này chị yêu nha. Chọn cho chị 3 mẫu mà. 3 tay đấy, nhìn mã khác nhau đi. Em mặc đứng lên chị xem. Em yêu ơi, em bé yêu tập gái. Chị ơi, lấy áo ren này nào. Chưa hiểu chị ạ. Em chưa hiểu. Đây, áo 2 dây cũng về nhá chị yêu nha. 2 dây cũng về nha. Về rất là nhiều màu các chị ạ. Đây là ren ngắn này. Đây nhá, ren tay ngắn đấy các chị nhá. Cái này đẹp, đẹp quá đấy chị Hương Trương Thị ơi, mở hàng cho em đi. Ren đến cặp quần không em? Ren gần đến cặp quần ạ. Có nghĩa là chị khi mà chị mặc cùng một quần legging như em này. Khi mà chị mặc một chiếc quần legging nha, em đứng đây, một chiếc quần legging thì áo ren nó sẽ đến đây các chị nhá. Áo ren nó sẽ đến đây. Đó. Áo ren sẽ đến đây thì các chị mặc với một chiếc áo ha gi lê rất là xinh luôn các chị yêu nha. Bà bầu khỏe thế. Hello anh Hỏa. Béo thế này mà lên những 11 cân nó không khỏe thôi chứ. Đây là áo ren tay lỡ các chị yêu nhá, tay ngắn nha. Rất là xinh luôn. Hôm vừa rồi em nợ gần mấy chục đơn áo ren mà hôm nay không có chị nào chấm vào để đòi à? Vỡ chung. Em vỡ chung rồi, bác Thỏa. Vỡ chung 1 tháng rồi. Đây các chị yêu nha, đây là áo ren ngắn này. Đó, ví dụ như là khi em mặc áo sắt nách như thế này thì khi em kết hợp một chiếc áo ren thì nó sẽ co cánh tay của mình lên. Nhược điểm của em là tay, bắp tay nó rất là to đúng không ạ? Bắp tay rất là to. Chào chị Lành Trần. Thì khi mà em mặc một chiếc áo ren thế này nó sẽ che được khuyết điểm bắp tay của em. Và nó có một, mình ăn ra được cái bắp tay thế này rồi đúng không ạ? Thì mình đi đâu cũng rất là lịch sự đúng không ạ? Em ví dụ như là mặc áo sắt nách thế này thì ở nhà thôi, còn khi đâu mà đến chỗ cơ quan hoặc là đến chỗ nơi cần lịch sự thì mình sẽ thêm một chiếc áo ren vào nữa. Chị đang cầm mã bao nhiêu? Mã thái 1701. 1701. Ba mã nhà 1701 này, 1703 và 1702 à? 1706 à? Đây đây, có 3 mã thôi. Ren ngắn có size không em? Free size nha chị Thanh Hà Huyền nha. Mở hàng cho Son rồi. Có đồ bầu không ạ? Không có đồ bầu chị yêu nha. Vân Anh ơi, hôm nay em gọi chị nhưng chị không cầm máy. Chị gọi lại không thấy em vừa ăn cơm nên xong nên chưa nghe máy chị yêu ạ. Em cứ thế là gửi hàng cho chị thôi. 1706 có chị. Em phải sắp xếp thời gian vừa trông con vừa kiếm tiền chứ ạ? Đúng không ạ? Một ngày chị lên live stream tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi, còn thời gian mình sẽ cho con. Đúng không? Quần legging không mặc áo trùm mông có lộ không? Không hề luôn chị yêu ơi. Bay thả lưng lên cho chị em, chị xem luôn. Cho chị một chiếc, ok chị Thu Hà Cao mở hàng cho em mã đi nha. Mã này là mã bao nhiêu? 1703. Mã này là mã 1703 chị yêu nha. Chị nào chốt mã gen này là 1703 này. Mang sao mà đơ vậy nhỉ? 1703. Đây là 1706 nha các chị yêu nha. 1703 đây ạ. À, 1703 vậy nhỉ? Các chị có xem rõ không ạ? Đây là một mã áo gen 1703. Chị nào chốt mã 1703 cho em nhá. Gen rất là xinh luôn, 1703. Mã này là 1706, 1706. Mẫu này rất là xinh luôn chị yêu này. 1706 rất là xinh luôn. 1706 mặc lại áo ngắn tay đi em. Rồi ok, 1706 chị nhá. 1706 này. Chị nào chốt 130.000 bao ship cho em nó yêu nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, ngày mai là em cộng ship đi ạ. 130.000 bao ship nha. Cho chị xem lại mã 1701. Đây, 701 là cái nào nhỉ? Đây mày mặc luôn.
cái nào 1703 cho chị nhé. Ok, em chút cho 1703 cho chị Hương Trương Thị in em ơi. Hương Trương Thị 1703 đây nha. Thank you chị Hương Trương Thị mở hàng cho em nha. 1703 mặc vào chị xem. Được rồi, đợi em một chút để mọi người chốt xong. 1701 này. Đây là 1701 nha. 1701 đây thôi chị yêu nha. 1701 đây, 1701 đây. Em bảo con tay. Chị Hương Trương Thị là 1703. Hương Trương Thị 1703 này. Cái trước ý là thế nào nhỉ? Gen đó 40 cân mặc được. Thảo như em 46 cân nhưng mà cao 1m67 các thứ chị ơi. Thế là mặc thoải mái đó chị nhá. Gửi chị hai cái, chị Tuấn Tú 1706. Ok chị Tuấn Tú, tất cả các chị để lại số điện thoại cho em nha. Chị Hương Thị các chị chốt để lại số điện thoại nha. Rồi ok ok, các chị yêu ơi để lại số điện thoại cho em nha. Chị Tuấn Tú gửi một gửi hai cái 1706. Ok 1706 đây nha, xinh lắm ý thôi, xinh lắm ý. Đây là 1701 rất siêu nha. 1701 gen thì không thể chê được chị yêu nha. Tay phải vé đúng thật, tay con này nó gầy đây. Đó, 1701 này chị yêu nha. 1701 này, 1703 này à. 1703, 1706 các chị yêu nha. 1706 à. 60 cân mặc vừa không chị ơi. 60 cân mặc vừa, em 63 cân này chị yêu ơi. Mặc thoải mái luôn, gen rất là đanh các chị yêu nha. Chị cho người mẫu mặc thử. Ok, em mặc thử mẫu 01 đi em. Chị Nguyễn Hoa ơi, để lại số điện thoại cho em 1703 nha. Chị Nguyễn Hoa để lại số điện thoại nha. Áo gen bao nhiêu một? Lấy 10 cái có 130.000 chị yêu ơi, bao ship ạ. Cái nào đẹp gửi cho chị. Ok chị nha, chị Tuấn Tú có số điện thoại đây. Lấy điện thoại của mày á. Tuấn Tú này 0914 này, 073 này, 075 302. Chị Thanh Huyền này. Thanh Huyền 170. Ok chị cho chị Thanh Huyền nè. Có size cho người 60 cân không? Chị ơi em 63 cân đây. Không, nếu mà độ bắp tay to thì các chị không thể to bằng bắp tay em được, bởi vì em là người chơi thể thao các chị yêu nha. Chị mặc size XL được không? Chị Thu Cúc ở XL ok luôn thì là free size. Em là người chơi thể thao, em đánh bóng chuyền nên bao giờ bắp tay của em là người to, rất là to luôn. Mà là mình đứng cầu đập nữa nên là bao giờ cũng to hết. Nên là tay các chị không bao giờ to, tay to bằng bắp tay em được. Thật sự là vậy luôn. Mặc áo gen xem nào, đây, áo gen đây các chị yêu nha. Đây các chị nhá. Mặc từng mẫu đây, ok chị Thảo luôn. Áo đây nhá. Áo bao nhiêu? 130.000 các chị yêu nha, em ngồi xuống đi. Ngồi đây. Đây ạ. Đây, cổ nhá chị nha, cổ bao giờ nó cổ thuyền. Thì khi mà các chị mặc những cái áo sát nách như em này thì nó sẽ không bao giờ bị lộ phần cổ và lộ phần vai các chị yêu nha. Mình sẽ ăn gian. Mình có nghĩa khi mà em mặc chị áo ba lỗ thế này, áo ren nó sẽ trễ xuống phần ngực và phần lưng. Thì khi mà mặc lên sẽ không bị hở trước và hở sau. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là sẽ không bị hở cái chỗ này. Đó, nhiều áo ren các chị mua sẽ bị hở phần vai rất là xấu luôn. Nhưng áo ren nhà em mặc rất là ok. Đó, thứ hai là độ giãn. Người 40 cân đến người 65 cân mặc được các chị yêu nha. Quần legging là 270.000 bao ship các chị yêu nha. Tí nữa em bắt đầu bán quần legging. Rồi em bán áo ren trước các chị nhá. Chị Nguyễn Hoa để lại số điện thoại cho em chị yêu nha. Quần legging. Ok, đây, tay đây chị yêu nè. Đó, tay đây. Xong em vào lấy một cái áo gilet mặc vào cho chị Meli luôn. Đây là 1701. 1701 ạ. 1701 chị yêu nha. 1701 giá sẽ như thế này nha. 1701, ok, hàng mới về luôn. Chỉ bao ship trong ngày hôm nay thôi các chị yêu nha. Ok, cho chị Lan Nguyễn này. Ok, cho chị Bùi Huệ này. Ok, cho chị Ái Hứa nha. Đấy, 1703 nè, 1703 đây. Rất là xinh luôn. Em mặc áo gilet vào. Đó. Đây là 1706 này, mã này đẹp dã man luôn. Em nói thật ý. Đẹp thế, đẹp hơn cái mã đầu tiên em nhập đi ạ. Mai mình gọi cho khách luôn nhá, khách nữa ấy. Đó, xinh không? Rất là xinh luôn. Đây là 1706 các chị yêu nha. 1706 nè, 1703 nè. Mỗi mã một kiểu. Các chị mà thích mẫu nào cũng thích thì lấy cho em một đôi hoặc lấy cho em ba cái luôn. Áo tay ngắn hơn có chị nha. Áo tay ngắn hơn là ngắn đến đây nè. Ngắn đến đây. Cái Thảo thì nó gầy ý, nên là mặc hơi dài, còn các chị sẽ mặc đến đây nha. Thảo nó hơi gầy, vai nó thon nên là mặc bao giờ nó cũng sệ xuống. Còn các chị người mà cân đối thì mặc bao giờ nó cũng to hơn nha. Đây các chị yêu ơi, cái này cũng là 130.000 các chị yêu nha. 130.000 đây ạ. Đó, 130.000. Hello Băng Băng Nguyễn. Hello chị Băng Băng. Đây nha chị yêu nha, rất là xinh luôn. Đó, Thảo đang mặc một chiếc áo ren này. Đấy, chị nhá, em đang mặc áo ren kết hợp cùng với áo gilet, rất là xinh và cá tính luôn các chị ạ. Đây ạ, rất là đẹp luôn này. Các chị có thể nhìn rõ phần tay không ạ?
Đây, tay đây. Đây nhá các chị nhá. Xinh chưa ạ? Tay đẹp. Đó, xem mẫu đi em. Rất là xinh luôn các chị ông nhỉ? Hai tay đẹp, rất là xinh luôn ạ. Ok. À, em có nói trước là bây giờ 102 người rồi, ngày mai hàng nhé em. Cái nào đẹp em gửi cho chị nhé, em yêu ok hơn Trương Thị. Chị ạ. Bà chị đấy để số điện thoại. Trương Thị không cần, chị có số rồi. À, ngày mai tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ em sẽ xả áo giữ nhiệt. Áo áo Vixi, áo phông có giá là 62.000 nhá. Tầm 10 giờ ngày mai đến 11 ngày mai các chị nhớ xem và mua hàng cho em nhé. Chỉ có 62.000 một chiếc áo giữ nhiệt thôi, à, áo phông thôi. Ai cũng có thể mua được mà chất không thể chê được chị yêu nha. Phải loại hôm qua 100k không sốt. Hôm qua không có. Hôm qua không. 100 là thế nào? Mua cùng với váy đấy chị. À đúng rồi nha, đúng rồi chị Hưng Trần nha. 130.000 bao ship cho các chị yêu nha. Cho em một cái tay lỡ ok chị Tuyền Phạm để là điện thoại cho em nha. Tay lỡ chị yêu ơi, tay lỡ đây. Tay lỡ đây. Đó, em đấy, tay lỡ đây. Đây nha, tay lỡ đây chị này. 1703 cho mình một áo ngắn, một áo dài. Ok chị Mến Phạm nha. Ok chị Mến Phạm. Chị Mến Phạm luôn nhá. Em để ra ngoài chị Mến Phạm luôn này. Áo ren tay lỡ. Ok chị Tuyền Phạm nha. Ok nha. Ok chị Ái Hứa nha. Ok chị Linh nha. Chốt cho các chị yêu nha. Để cho chị Linh một cái nha. Đây. 1706. Xinh không chị? 1706. Mùa đông rồi các chị không thể thiếu những chiếc áo ren này đâu các chị yêu ơi. Vì thế này, mùa đông hãng thời trang bao ít bao giờ sản xuất có tay lỡ hoặc tay dài lắm. Bao giờ mùa đông người ta cũng sản xuất váy dạ hoặc là váy len. Váy len thì là có dài tay rồi, váy dạ hoặc là vải, những cái vải mùa đông không bao giờ người ta sản xuất có tay các chị đâu. Bao giờ các chị cũng phải sắt nách. Mà sắt nách nếu như mà trời hửng nắng lên các chị tháo ra bao giờ cũng lạnh đúng không ạ? Thì mình phải mặc một chiếc áo ren để làm sao? Thứ nhất là để giữ ấm cho cơ thể, thứ hai là nó đỡ lộ bắp tay ra đúng không ạ? Giờ cái gì đây? Giờ like 62k đi mai không xem được. Nhưng mà em chỉ còn một màu hồng nữa các chị yêu ạ. 62k hôm nay bán hết còn hai chiếc màu hồng thôi. Nên là em muốn là ngày mai chị mở hàng son hè. Ok yêu chị gái thương chương chị quá. À, cho chị hai cái tay lỡ. Cho chị cái tay lỡ 1703. Ok các chị yêu ơi, áo ren 130.000 các chị yêu nha. 130.000 bao ship. Các chị mà muốn thì hãy để lại cho em số này. Mã này 1701, 1703 và 706 kèm số điện thoại hộ em nha, kèm số điện thoại hộ em ạ. Ren tay khuỷu. Trên khuỷu tay là ren tay đây, ngắn đấy. Đây, đây. Đây các chị yêu nhá. Di lê còn 880.000 chị yêu nha. Di lê 880.000. Mà chị Huyền Nguyễn ơi, nếu hôm nay mà chị mua di lê 880.000 mà cậu với một chiếc áo ren em vẫn bao ship cho chị các chị yêu nha, vẫn bao ship nha, thế là quá hời luôn. Bình thường một chiếc áo jean len này nặng gần 1 cân cơ ạ. Ok chị Nguyễn Loan, chốt cho chị Nguyễn Loan một cái mã 1701 này. Tay lỡ, ok chị yêu. Ok chị Phượng đây nhá, Phạm Thị Hương nha. Đây các chị nhá. Tại chị Phạm Thị Hương là một cái 1706 nha, ok ạ. Ok chị Lưu Xoan cho chị một cái tay dài nha. Ok nhưng mà chị Lưu Xoan này cái nào cũng được à? Các chị nào dễ tính thì bảo chị, cho chị cái nào cũng được, vì cái nào nó cũng xinh cũng đẹp. Còn chị nào mà lấy 2-3 cái thì em lấy mỗi thứ một cái các chị yêu nha. Còn chị nào mà khó tính hoặc là kỹ tính hoặc mình thích họa tiết của áo thì nhớ nha. Đây là 1703 này. Đây là 1706. Đây là 1701. Đây là 1701 các chị yêu nha. 1701 đây rất là xinh luôn. Ok chị Đào Dự này. Ok chị Lan Ngọc. À áo cái gì đây? Cho chị một áo ren tay dài này, cho chị một áo Đào, chị Đào Dư này. Ok chị Đào Dư nha, ok chị Hoàng Lương này. Nha, chốt cho chị yêu nha. Đến cửa hàng giá thế nào vẫn đến cửa hàng vẫn vậy nha, 60 cân mặc ok chị yêu nha, em đang 63 cân ạ. Áo ren thân dài, áo ren mặc qua rốn. Crop top các chị nhá. Crop top. Mặc với chiếc quần legging ok chưa ạ? Nào chốt tiếp này, 1707 này, 1706 chết cha rồi. 1706 này ok chưa ạ? 1703 ạ. Và 1701 đây. Bây giờ bắt đầu em bán quần legging nha. Chị Nguyễn Huyền, ok chị Nguyễn Huyền nha. Đây em cởi áo ra. Cởi áo ra. Mặc cái áo ren áo. Bây giờ áo dây đi chị. Cho mình một cái 1706. Ok chị yêu ơi, hãy để lại số điện thoại cho em thì nhân viên em chốt được các chị yêu nha. Em mặc áo. Ok chị Vân Bình nha. Hôm nay áo hay dây cho dễ. Không, cứ mặc như vậy. Bạn mẫu mặc tay, đây gọi là tay lỡ không phải tay dài. Tay dài mùa đông là em đến đây cử chị yêu này. Tay dài là đến đây cơ. Còn bình thường ấy, tay lỡ là nó sẽ đến đây. Đó, em có một loại là tay đến đây nè. Và một loại tay đến đây. Cái mã này là cái gì? Mã này là 32 3297.
Nếu chị nào mà chốt mẫu 3297 thì thích mẫu này thì chốt cho em là 3297 các chị yêu nhá. 3297 ạ. 3297. Ok chị Trang Trần á, ok chị Huyền Đơn, Huyền Nguyễn nha, dồn đơn nha. Chị Huyền Nguyễn đi chưa nhỉ? Chị Trần Thị Hiền 1703 để là số điện thoại cho em nha. Ok chị Bảo Anh nha. Áo ren không có size free size chị yêu nha. Hôm trước chị lấy 4 sản phẩm bên em không miễn ship. Chị đúng rồi, chị Sâm Vũ hôm trước làm gì có miễn ship. Hôm nay mới miễn ship này biểu vì hôm nay em nhập. Bảo chị Huyền Nguyễn là hàng gửi rồi. Chị Huyền Nguyễn ấy hàng gửi rồi ạ. Bởi vì hôm nay em nhập 2000 con. Hôm nào em nhập số lượng lớn thì mới hôm đấy em mới bắt đầu là miễn ship với lại là cái gì nhỉ? Tán lộc. Đấy gọi là tán lộc. Ok chị Thu Thủy nha. Tối hả chị? Nó có tối đâu nhỉ? Cho chị hai cái dài thì ok chị Huyền Nguyễn nha. Cho chị một mã lưu chị một mã 1706. Ok chị Lưu Xoan nha, chị Lưu Xoan để là số điện thoại cho em nha. Cho chị cái dài tay đi. Cho chị xem cái dài tay đi. Đây ạ, dài tay đây các chị nhá. Đây mày đứng gần đây. Mày đứng gần đây. Đây, 1701 nha các chị yêu, 1701 ạ. Chị mà cứ cười ra vào vào. Đây nha, 1701 các chị yêu nhá. Họa tiết rất là xinh luôn này. 1703 1703 đó chị yêu nha, 1703. Áo ren có ở tay lớn. Ok chị Vân Bình. Ok chị Tuyền Phạm nha. Bạn mẫu mặc tay lỡ. Mã gì? Bạn 17... mẫu là mặc 1701 chị yêu nha. 1701 các chị nhá. Đây là Thảo chị nhá, 1701 ạ, 1701 ạ. 1701 đấy các chị yêu nha. Đó, bao tiền đấy Vân Anh, 130.000 bao ship chị yêu nha, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Chị Phạm Vân 1701. Ok chị yêu, hôm nay chị làm livestream không chỉ là bố cục là áo ren này. Chị nào có nhu cầu mua áo ren, mua áo 2 dây với chiếc quần legging hãy vào đây chị yêu nhá, hãy vào đây để mua. Còn những livestream khác thì em sẽ tổng hợp ví dụ hàng GRA hoặc là lanh hoặc là legging vì áo sơ mi tối om, chắc là do điện thoại chị ơi. Cho chị một cái mã 1706 nhé. Ok chị Gấm Nguyễn nhá. Chị Tô Hải Yến 130.000 bao ship với chị yêu nhá. Đây, em này em thích đồng bóng. Khổ thế. Nên em thích cái mã này. 1701 ok chị Trần Thị Hiền nhá. Em thích cái mã này chị yêu này, 1705. Đúng không? 06 ạ. 1706 chết rồi, cái mã này mãi không nhớ. Cho em xem lại mẫu trước ạ. Mẫu trước đây chị nhá. 1701 đây ạ. Hình ảnh lóe không phải. Hình ảnh em rất là nét luôn đấy không? Không. Rất là nét luôn các chị yêu ạ. Tại là mặc do đồ đen chị ạ. Đen xì. Đây em đang bán áo ren mà thì chả đen thì sao chị yêu? Quần có mẫu 2 dây đẹp không? Có à. Chị Thu Ngọc ơi, mẫu 2 dây đẹp dã man luôn nhưng mà hơi đắt. Tí mặc nha các chị nhá. 2 dây loại rẻ có, 2 dây loại đắt có nhá. 1701, 1703 và 1706 đều có giá là 130.000 bao ship và chỉ duy nhất hôm nay thôi. Ok chị Hoàng Yến là ok chị. Ok chị Nguyễn Hằng nha. Mặc gì lên đỏ chị xem, mặc đi em. Okay. Cái này dài tay à, lỡ tay chị ơi, em mặc ở đến đây này. Đây, mặc ở đến đây. Mặc lên đây chị yêu nha, mặc sẽ là lên đây. Rất là xinh luôn. Đó. Quần đẹp lắm, em nhận được rồi. Em cảm ơn chị Ngọc Việt nha. Em chỉ biết vui nhất là khi mà các chị nhận được hàng của em khen thế này là em mừng lắm, mừng hơn là bán hàng. Bởi vì là những cái comment này, những cái chất lượng sản phẩm mà gửi cho các chị thì bao giờ bọn em cũng là chất lượng. Mà khi mà các chị mặc ưng rồi các chị sẽ ủng hộ em Vân Anh ra lâu dài đúng không ạ? Đây cho em xem các chị nhá. Đây chị Ngọc Tú. Đây xinh à. Chưa? Đây nhá, một em đi đôi dép cao với chị đi. Viết đơn không kịp. Khi mà mùa đông rồi thì các chị chỉ cần một chiếc áo ren như em thôi nhá. Nếu như các chị nào thích sự sexy trẻ trung mặc một chiếc áo ren, một chiếc quần legging và một con di lê thì là quả là một set đồ hoàn hảo đúng không các chị yêu? Loại dài loại ngắn đều là 130.000 bao ship khi yêu nhá. Thanh Tình Hoàng cho mình một quần legging. Ok chị, nhưng mà chị Thanh Tình Hoàng cho em xin size đi nhá. Nhận 2 dây và ren rồi, đẹp. Đẹp, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Phương Trinh, cảm ơn các chị yêu. Các chị yêu là nhận hàng của em Vân Anh rồi, hãy cho em xin một lời bình luận nhá. Kể cả về dịch vụ, em ngồi dịch ra. Vân Anh ngồi dịch ra cho chị nhìn mẫu, cho chị mẫu trình diện, cho chị em nhìn rõ. Đây, đây ok, à. Em dịch ra hay dịch vào? Chị Hà Cúc cho chị hai cái, ok chị yêu. Quần legging đi shop, ok đợi một chút nhá. Giá yêu thương, khách hàng ủng hộ dài dài như em này. Em cảm ơn chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn là khách hàng ủng hộ em dã man luôn. Không cần biết sản phẩm thế nào, chuyển tiền luôn cho em Vân Anh. Chị Lương Diệu ơi, gen là 130.000 bao ship yêu nha. Cho mình gen dài tay, mai qua shop ok. Vân Anh bị khách đuổi. Đúng rồi, đang buồn đây. Cho mặc áo 2 dây cho chị xem đi, ok ạ.
Áo gì lên đỏ tươi hay đỏ đô? Áo này là đỏ tươi các chị yêu nha. Đỏ tươi các chị Khánh Hồng ok, số điện thoại. Chị Khánh Hồng đi chưa? Đi chưa? Khánh Hồng rồi. Quần legging là 270.000 bao ship các chị yêu nha. Và 1m56 nặng 52 cân mặc size M nha chị yêu nha. Chị Thanh Đình Hoàng mặc size M của legging. Và khi mà các chị mua combo như thế này nha, mua một chiếc áo gilet với giá là 1.260.000. 1.260.000 các chị sẽ tặng được một chiếc áo gen và một chiếc quần legging trị giá là mấy nhỉ? 300 cộng với 400. 300 207 cộng 103 là 400. Khi mà chị mua một chiếc áo gilet 1.260.000 các chị sẽ được tặng một chiếc áo gen và một chiếc quần legging trị giá 400.000 các chị yêu nha. Xin chào chị Tuyết Nguyễn, xin chào chị Hằng Nguyễn. Đó, áo gilet đẹp quá Vân Anh, đẹp thì ủng hộ cho em đi các chị yêu. Đẹp rất là xinh nhá. Đây ạ, có túi đây ạ. Không hiển thị cái bình luận ghi mà đây. Không, ok. Có chị nào chốt mẫu gen được không ạ? Mẫu gen của em đây ạ, 1706, 1701 ạ và 1703 và 1701 chị yêu nha. Em ơi có sơ mi không? Hôm nay em không like sơ mi các chị yêu nha. Hôm nay em sẽ like theo nhu cầu của khách hàng. Bây giờ là rất là nhiều các chị có nhu cầu muốn mua áo gen này, quần legging và áo hai dây để mặc cho phép mùa đông. Chị 1m5 mặc áo gilet size L chị Hoàng Yến nhá. Mặc áo gilet size L cho em chị Hoàng Yến nha. Hôm nay có chị nào có áo gilet size XL không? Có màu đen nhá chị Tô Hải Yến nhá. Màu đen thì có XL ạ. Còn đỏ và vàng không có chị yêu nha. Rồi, sau khi mà em xin nói lại một lần nữa nào. Em xin nói một lần nữa là mã của áo gen 98 các chị yêu. Rồi chị 1701 đi. Ok chị Tuấn Tú. 98 các chị yêu khi mà xem hãy nhớ mã cho em. Bây giờ em sẽ bán một legging đi ạ. Bán một legging sướng lắm các chị yêu ơi. Đây nhá. 1701 các chị nha. 1701 nha. 1701 ạ. Nhớ rõ cho em này. Không thì chụp lại màn hình xong ngày mai inbox cho em. 1701 ạ. 1703 và 1706 các chị yêu nha. 1706 siêu 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 đẹp luôn. Chị đánh thích quá. Ok, bây giờ em bán quần đi ạ. Tháo người ra đi. Em mặc áo gen hai dây cho chị. Ôi gen hai dây xinh dã man luôn. Mặc áo gen cho chị đó. Mặc cái nào đi hả chị? Áo gen bao nhiêu? 130.000 bao ship nha. Cả trắng cả đen. Chị thích màu đen, yêu màu đen. 130.000 bao ship. Chị chỉ thích ngày hôm nay thôi. Có chị nào thích mẫu gen này không? Gen này là gen đầu mùa nhá. Chỉ có khách hàng mua buôn như em Vân Anh mới thử được những cái áo gen siêu xinh thế này thôi các chị yêu ạ. Hiện tại trên thị trường. Size này là size XL. Có cái mát đấy. Cái này XXL cơ. Còn ở trên thị trường thế này thì chưa có mẫu áo gen này các chị yêu nhá. Gen này là em đặt tại xưởng đấy ạ. Gen này là gen mẫu đặt tại xưởng. Ở ngoài thì nó xinh hơn ở trong. Khi mà mặc luôn chị nhé. Ok mặc đi em. Khi mà em nhìn ở trên ảnh nó không đẹp đâu ạ. Khi em nhìn thì ảnh không đẹp nên hôm nay em đặt số lượng rất là ít, không nhiều. Khi mà em mang về thì ôi em thấy xinh quá. Xinh quá em phải lấy số lượng nhiều để em nhập buôn. Giống như hôm nay gửi cho chị chưa em, chưa gửi thì cho chị một áo gen 1701. Ok chị Lương Diệu. Em chưa gửi chị Lương Diệu nhá. Các chị nhân viên em bảo là chưa gọi cho chị yêu được. Em bảo chị Lương Diệu không phải gọi luôn. Khách hàng VIP của em không phải gọi, mai gửi đi luôn. Em cảm ơn chị Lành Trần nhá. Áo gen này này. Áo gen này hôm nay là giá sốc chị yêu nhỉ. Giá sốc đi ạ, 220.000 các chị yêu nhá. 220.000 cho mẫu gen này chị yêu nhá. 220.000 bao ship. Chị Hoàng Lâm Nguyễn là bây giờ chưa có áo gen cổ cao chị nhá. Bây giờ mà mua áo gen cổ cao là còn áo gen xả hàng thôi. Còn bây giờ là chưa đến mùa đâu ạ. Một tháng nữa mới đến mùa áo gen cổ cao chị yêu nhá. Mặc đi em. Nhân viên em vào mặc đây. Em chào chị Kiều Phạm, chào chị Huê Trần nha. Ok, cho chị Lan Ngọc nha. Chốt cho chị Huệ Hồ nha. Chốt cho chị Thiên Lý nha. Áo hai dây bao nhiêu? Hai dây có hai loại các chị yêu nha. Đây hai dây các chị nhá. Em rất mặc xinh luôn. Em mặc ấy vào, em mặc một cái gilet vào trông khác hẳn luôn. Mặc gilet vào cho chị. Mở cửa cho khách em. Áo dây có hai loại nha các chị yêu nha. Đây, hàng về dã man luôn. Em chào chị Lãng mà quên nha. Đó, xinh chưa? Yêu ơi, long lanh chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó, hơi tối à? Hơi tối em à? Gần đấy các chị nhá. Đó, em sẽ dẹp ra cho Thảo vào. Em sẽ dẹp ra cho Thảo vào. Đấy, chị thấy chưa? Đó, đây rất các xinh chị nhá. Luôn. Rất là xinh luôn này. Phần ngực này các chị này. Em chị. Phần này là gen các chị yêu nhá. Đây đá, là gen đính ạ. Đây là đá em ạ. Đây ạ. Đây là hai dây đá các chị yêu nhá. Hai dây đá, hai dây đính đá rẻ ở đắt hơn hai dây không đính đá các chị yêu nhá. Áo gen này chỉ có 150.000 này.
có hai màu là màu đen và màu ghi các chị yêu nhỉ. Còn áo len là len tâm mà. Len tâm thì quá xịn luôn rồi, không bay rồi, không nhăn, không bị xù. Các chị mà mùa đông hay mặc hàng len tâm thì các chị biết chất lượng của áo hai giờ nhà em rồi đúng không ạ? Áo này cũng là áo len tâm các chị yêu nhỉ. Mã này là bao nhiêu nhỉ? 1771. Mã áo ren này là 1171 các chị yêu nhá. Chỉ có một mã là 1171 hai dây này này. Hai dây màu ghi này. Có hai dây màu đen nữa các chị nhá. Nó sẽ có màu đen và màu ghi các chị yêu nhá. Màu đen và màu ghi 150.000 bao ship thứ nhất ngày hôm nay thôi ạ. Ngày mai sẽ là 30.000 cộng ship các chị yêu nhá. Chị nào chốt được chốt cho em mã hai dây này. Mã hai dây đen hoặc mã hai dây ghi kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Len tâm các chị yêu ơi, len tâm đây. Đó, em để gần các chị yêu xem nha. Chào chị nha, chào chị nha. Cho chị xem áo ren tay dài. Cho chị hai dây màu đen. Hàng đắt, ok chị Tú Ngọc. Hàng đắt, cho chị hai cái luôn. Đây là để em lấy luôn cho các chị nhá. 220.000 duy nhất buổi hôm nay các chị yêu nha. Ngày mai em sẽ bán là 250.000 và không bao ship đâu ạ. À, hàng đắt có cả màu trắng đây chị đấy, chị rơi màu trắng không đấy. Áo di lê là 880.000 nha, ok các chị yêu nha. Hai dây có hai loại chị yêu nha. Hai dây không đá. Hai dây không đá là 150.000. Mã là 1171 các chị nhá. Còn hai dây có đá là 220.000 các chị yêu nha. Chị Vân Anh Nguyễn ơi, mua gì bảo em cùng mua nha. Ok, chị Hồng Nguyễn hôm nay em bao ship mà, mua thoải mái đi ạ. Không cần phải gồng đơn. Các chị thích thì các chị không cần. Chị Duy Anh ơi, em có biết cái vấn đề đấy à, và em cũng đã tham khảo rồi. Chị Vân là chị Duy Anh bảo là sinh em bé xong mà nói nhiều sẽ nói nhiều. Rất là nhiều người bảo em như vậy rồi thì em có thấy ca sĩ Thu Minh. Em cũng là người cũng hay tìm hiểu linh tinh. Ca sĩ Thu Minh hoặc là Ốc Thanh Vân, người ta cũng mới sinh em bé xong và người ta cũng làm ca sĩ Thu Minh thì sinh em bé được 15 ngày xong đã đi làm chương trình của The Voice rồi. Thì em đã chat với Thu Minh và em hỏi xem là chị sinh em bé xong một thời gian hay có nói nhiều không. Thì chị bảo là không nói nhiều thì em lấy động lực lên để em livestream với chị yêu nha. Bởi vì là sang mùa rồi mà chồng em thì không thể quản lý hết được với lượng hàng như thế này cả. Nên em phải xuống quản lý các chị yêu ạ. Bởi vì em là nhà em là bán buôn, bán toàn hệ thống, bán buôn toàn quốc nên là không thể thiếu vắng em được. Chào chị Tân Ngân nha, chào chị Hợi Bùi nha. Chị nào chốt cho em chốt luôn nè. Áo dây nha, áo dây ạ. Áo dây này là 150.000. Len tâm ạ. Len tâm này nó gần xịn như chất bông tơ ghi các chị yêu ạ. Rất là mát. Thứ nhất là rất là mát, thứ hai là thấm mồ hôi, thứ ba là nó sẽ không bị xù. Ok chưa ạ? Chị nào chốt mở hàng áo hai dây cho em đi. À có chị gì nhỉ? Có em chị ơi. Lấy hai dây xịn đấy. Có chị lấy hai dây xịn này. Chị Tú Ngọc. Đúng rồi. Chị okay. Để lại số điện thoại giúp em nha. Cảm ơn chị Tú Ngọc ạ. Chị hai dây đá đẹp nhé. Hai dây đá đẹp đây. Đây các chị nhá. Ok chị yêu. Hai dây đá đẹp em có màu đen và màu đi trắng nhá. Đi rồi. Đi bên kia đúng không? Đây nhá. Mình cho mình số to, mình 60-10 cân, ok, cái này có size thì yêu nha. XL ạ. XL có mà chị, có 2XL luôn đó, chị Thúy Nguyễn đặt này. Về già mới nhịu à, ok chị, em cảm ơn các chị đã thương em. Các chị thương thì qua. Em cũng vất vả lắm, em cũng thấy như vậy. Không thể ngồi trên nhà này chị ạ, ở trên tầng thôi mà xót ruột lắm ý, như là ai châm lửa vào mông ý. À, áo hai dây, một đen, một ghi, loại không đá, ok chị Thư Hoàng nha, cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ em Vân Anh ạ. Cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ Vân Anh. Cái này là 150.000 các chị yêu nha. Còn cái này là 220.000 này không, các chị không thể mua được các chị yêu nhá. Em cam kết là không thể mua được chất ren đá này ở ngoài thị trường với giá là 220.000, cam kết luôn. Ok chị nha. Cho chị Hoàng Lâm Nguyễn xem ren dài tay chị yêu nha. Ren dài tay. Đây là chị Hoàng Lâm Nguyễn nhớ hộ em nha. Mã này là 1706 này, 130.000 bao ship chị yêu nha. 1706, 130.000 bao ship. Ok chưa ạ? Đây là 1703 các chị nhá. Còn một cái nữa đâu nhỉ? 1701 này. Đây em này. Không phải. Em nhớ nó bị bọc 1707. Chị vừa
rồi cầm đây mà. Đây là 1703. Áo viết đang mặc bao nhiêu? 880.000 nhá chị Hoàng Tuyên nhá. Chị Hoàng Tuyên 880.000 nha, 1706 nha. Em chào chị Thu Vũ, em bắt đầu live rồi đây. Em chỉ đứng ở ngoài và chém gió thôi, còn không dám đứng lên. Béo quá không dám đứng lên ạ. Chị ơi, có còn 1703. Cả set bao nhiêu? Em tặng mấy sản phẩm? Chị mua di lê nhá chị nhá. Chị mua di lê thì tặng được áo ren và còn legging nhá. Cho chị một áo ren dài tay, ok băng băng Nguyễn, em chọn chị luôn chị nhá. Chị ơi, 1705 giờ nữa xuất hiện, 1705 nữa. Thế à? Đây cái à? Này xinh nè. Cái mã này là 1705 nhá các chị yêu nhá. Thêm lại thêm một mã ren 1705 nữa này. Tay chị mặc đi. Tay em bé quá. Chị băng băng Nguyễn em chọn cho chị nhá, chị không phải chọn nó để em chọn cho chị. Chị áo ren dài. Và một quần legging. Áo ren dài và một quần legging nhá chị yêu nhá. Chị áo ren dài và một quần legging. Ok chị Quỳnh Trần, cho em xin số điện thoại ạ. Đây 1705. Bây giờ mới thấy 1705 để giới thiệu cho chị. Chị ơi, áo ren thì là mặc qua rốn nhá chị yêu nhá. Khi mà các chị mới mặc với quần legging thì có thể là mặc được với áo di lê nhé em ạ. Chị Hải Ninh này. Chị Hải Ninh ơi, một tất cả các mã áo ren có chiều dài bằng nhau nha. Có, đây là tay lỡ các chị ơi, không phải tay dài đâu, đây là tay lỡ nha. Quần legging 270.000 bao ship nha. 1705 các chị nhá. Linh ơi, ghi hộ chị với Linh ơi. Đây ạ. Các chị để lại số điện thoại cho em nhá. Ok chị Quỳnh Trần này, ok chị Tân Nguyễn Tân Ngân này. Để lại số điện thoại cho em nha. Để lại số điện thoại cho em. Ok chị Quỳnh Trần, cảm ơn chị Quỳnh Trần. Quỳnh Trần 1705. Rồi. Ok chị yêu, bây giờ bán quần legging. Bán quần legging. Đứng này. Quần legging thì em chốt không chốt thoải mái được các chị ơi, bởi vì hôm qua em nhập những 10.000 con cơ. 10.000 con bán thoải mái luôn. Cam kết rằng là khi mà các chị nhận được quần legging thì em có chị phải mua thêm một cái hai cái nữa. Bởi vì thế này mùa đông các chị không thể thiếu những quần legging của em Vân Anh được. Nhà bên em Vân Anh thì chuyên cung cấp quần legging toàn quốc luôn. Nên là các chị có mua của em hay mua ở chỗ khác thì cũng phải là sản phẩm nhà em Vân Anh rồi, bởi vì nhà em ăn buôn. Nên là tốt nhất các chị hàng nếu có nhu cầu mua quần legging thì hãy ủng hộ Vân Anh các chị yêu nha. Để bao ship ạ. Hôm nay là một bao ship đấy ạ. À, Linh ơi, Linh có thời gian Linh bấm cái quần ra cho chị. Bấm một cái túi quần ra để cho các chị xem cái chiều rộng của túi. Lấy cái dao lam rạch túi ra. Mang đầu mới được bấm vào. Đấy, thôi các chị yêu, 79 các chị yêu, tất cả các chị mấy em mình đều là các chị em thanh niên bây giờ thì các bạn thỉnh thoảng vẫn mặc 2 giây đi chơi ở ngoài phố nên là các chị thoải mái các chị yêu nha. Áo ren có size không? Áo ren không có size, free size chị yêu nha. Ok chị Đào Thành Đàn, một áo ren 1705 cho các chị yêu nha. Cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ em Vân Anh ạ. Này, em mới xanh chín lắm em ạ. Em rạch một cái khác cho chị đi. Rạch cái này thủng quần của chị mất ý. Đây nhá các chị yêu nhá. Quần legging nhà em đường từng đường kim mũi chỉ. Từng đường kim mũi chỉ không thể chê được các chị yêu nhá. Bao bì của nó đây ạ. Bao bì được hãng Luperi các chị yêu nhá. Luperi ạ. Em xem nào. Luperi đây ạ. Hàng Luperi này con cả chống ẩm các chị yêu nhá. Có cả túi chống ẩm là chị biết là đẳng cấp quần nhem như thế nào rồi đúng không ạ? Cho chị một gen 1705 nhé. Chị các chị ơi để lại số điện thoại cho em nha. Cho mình một quần nha các chị yêu ơi, để quần 270.000 bao ship duy nhất ngày hôm nay các chị yêu nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là 270.000 bao ship thôi ạ. Ok nha, ok cho chị Ngọc Hương nha. Chị Hoàng Lâm Lan nha. Ok chị yêu, cảm ơn chị yêu đã mở hàng quần legging cho em. Mình nhận được hàng rồi, quần legging đẹp lắm ạ. Ghim của chị Linh ở chị Oanh Đinh lại cho các chị xem. Ghim lại cuối chị đấy. Đây ta ghim rồi. Đó. Đây là khách hàng em nhận được quần rồi các chị yêu nha. Tất hầu như thực ra thế này, mùa đông rất là nhiều quần ở trên thị trường. Và hiện nay thì ngày xưa sinh viên em không có tiền thì em mặc cái loại quần 100 đến 120 nghìn. Chỉ mặc được 1 lần đến 2 lần là bục hết chỉ các chị yêu ạ. Nhưng quần em thì thoải mái các chị yêu nha. 70 cân vẫn mặc được ạ. 70 cân vẫn mặc được đây ạ. Đó, này, kéo này. Đấy, kéo này. Mặc rất là sướng luôn các chị yêu ạ, mặc rất là sướng luôn. Em và chị Đặng Mến ạ.
270.000 một chiếc quần legging các chị yêu nha. Em đọc nè. Đây em đọc cho chị yêu xem nha. Chất liệu có tính phòng ngừa tích điện, để người sử dụng mặc vào không bị khó chịu. Đây là những ưu điểm của quần legging chị yêu nha. Cấu tạo sợi mềm mại này, cao cấp này, bề mặt vải mịn và chống bám bụi. Ưu điểm thứ ba là sợi vải có tính đàn hồi rất là cao, phù hợp với mọi dáng lứa tuổi các chị yêu nha. Legging có hàng à? Vâng chị yêu. Quần có size chị yêu nha, quần có size S, M, L, XL các chị yêu ơi. Em ơi, quần legging bao nhiêu? 270.000 chị Đặng Mến ơi, mai qua cửa hàng em luôn nha. Áo ren đẹp thế, quá đẹp luôn các chị yêu, đẹp hơn ở trong livestream các chị yêu nha. Các chị mang về nhìn rất là xinh luôn, xinh hơn ở trong livestream. Em mua hàng, em đặt hàng nhưng mà nhìn ở trên ảnh không đẹp bằng ở ngoài các chị yêu ạ. Chị đặt một quần legging với hai dây là bao nhiêu nhỉ? Một quần legging là 270. 270 490. Không, hai áo dây. Lấy hai áo dây. 220 là 440 cộng với 270 là bằng 701. 701 bao ship yêu nha. Luperi chị vịt con xấu xí nhá. Cho xem rõ cái quần đi. Ok chị yêu, cho xem rõ luôn. Đây, em vạch túi rồi nhá. Đây. Rạch túi chưa? Rạch túi ạ. Mày vào mày mặc quần rạch túi chị. Mặc quần rạch túi còn nhét iPad vào cho chị xem. Ôi mà chị ơi, này cứ lờ đấy, em mặc rộng như váy luôn. Mày cứ mặc đi. Thôi. Bây giờ cái Thảo size S nha, Thảo size S mà mặc quần size L đấy cho chị xem thế nào nha. Độ co giãn rất là tốt luôn, em vào mặc đi. Đây, đường kim mũi chỉ của quần legging nhà em đấy các chị ông nha. Đường kim mũi chỉ đây ạ. Đây. Đó, đây này. Túi quần như em là trước là khâu liền luôn các chị yêu nha. Khâu liền khi các chị sử dụng thì các chị rạch cho em ạ. Rạch chỉ cho em, được chưa ạ? Đây là mặt sau của sản phẩm ạ. Em một legging size M. Ok chị Nguyễn Chi Cường nha. Ok em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Tâm Thư đã mở hàng cho em nha. Đây, ok chưa ạ? Sản phẩm quần legging này em đã bán từ năm ngoái rồi. Một áo một quần. Một áo một quần là bằng mấy nhỉ? Là 490 chị yêu ạ. Một áo một quần là 490. Cho chị một cái gửi Hiền cầm về hộ. Chị mặc size XL. Ok chị Thu Cúc. Đây các chị nhá. Mặt sau của sản phẩm đấy các chị yêu nhá. Có nghĩa là những người nào mà không mặc được quần legging thì cũng phải mặc được quần legging nhé em các chị yêu nhá. Mùa đông các chị không thể chọn được quần legging để vừa với thân hình to của mình thì về nhà em Vân Anh mặc vừa thoải mái luôn. Như em Vân Anh là 63 cân chỉ mặc size L thôi các chị yêu nha. 63 cân chỉ mặc size L là chị biết được là cái độ giãn của cái quần nó như thế nào rồi. Đây các chị yêu ơi. Đây mình đứng đây mình nhìn cho các chị nhìn rõ này. Đây các chị nhá. Em đang mặc size L đấy nhá. Nói Thảo đang mặc size L nha chị nhá. Thảo đang mặc size L nha. Phần chân rất là ôm luôn, chỉ bị rộng bụng thôi các chị yêu nhá. Cho chị xem hai áo dây màu ghi. Màu ghi không đá. Ghi đính đá, màu ghi đính không đá. Có đính đá chứ nha, chỉ có màu trắng đính đá thôi ạ. Trắng đen đính đá thôi các chị nhá. Năm ngoái mình lấy 4 cái mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Trần Ngọc Sơn, chị khách hàng VIP của em, gọi là chị gái của em rồi đấy ạ. Vân Anh khéo miệng quá cơ. Trước legging của Vixi mặc S, bây giờ Luberzy cũng mặc S chị yêu nha. Chị Thu Vũ ơi, chị 60 cân. Áo di lê bao nhiêu đấy, chất ổn không? Áo ren, chị yêu ơi, chất hơi bị đẹp luôn nhá. Chị yêu nha, chị Tâm Thư ơi, mai lên cửa hàng nha em đi. Lâu lắm rồi em đang định gọi điện cho chị đấy. 1m55, 54 cân, mặc quần size M thôi chị yêu nha. Mặc quần size M hộ em thôi ạ. Chị Thu Vũ ơi, nếu mà 60-63 cân mà cao 1m6 trở lên mặc size L cho em thôi nha. Mặc size L cho em thôi, vì chị em mình cao. Đây là màu trắng đấy các chị yêu này. Viết đen mà kết hợp với ren, viết ren trắng này còn gì bằng đúng không chị? Xong rồi, né vậy. Đó, áo hai dây trắng nha chị nha. Chị Tâm ơi, nếu mà chị ưng thì em để dành cho chị một cái nha. Cái đá này đính không bao giờ bị rơi đâu các chị nhá. Chị Trần Thanh ơi, áo trắng đấy nha. Đây ạ. Đúng rồi, may cái này rất là chắc luôn.
Cái này là do ép bằng nhiệt ạ. À. Ép nhiệt các chị yêu nhá, cho mày giặt quay thoải mái luôn này. Đúng chuyên môn của mày là nghề may rồi đấy. Nó học chuyên ngành thiết kế thời trang các chị yêu nha. Chuyên ngành của nó rồi đấy ạ. Có nước đi chị. Đúng em gái của chị. Chị cao 1m53, nặng 52 cân, mặc size gì? Mặc size M. Mặc size M. Chị Thu Cúc mặc size M nha. Ok thì Tú Ngọc nha. Trưa nay mình còn lấy áo phông với quần legging nhưng chưa thấy cửa hàng mình gọi chốt đơn nhỉ? Chị ơi, chị bọn em gọi không nghe đấy, không phải không lấy đâu, chị lường Nga. Chị lường Nga em ạ. Không nghe. Không nghe à? Đấy, chị không nghe máy nhá, chị yêu nha. Hôm nay gửi áo đen cộng công sở cho mình chưa, chị Hoa Hà? Gọi gửi chưa? Chị nhận được điện thoại rồi thì em gửi rồi cho các chị nhá. 1m6 47 kg mặc size M được không? Chị ơi mặc size S thôi ạ. Chị Khải Giang mặc size S cho em nha. Đây, em là mặc size S đây ạ. Quần em vẫn mặc size L rồi các chị này. Cái tại thảo chị nha, chị biết không, do là độ co giãn tính đàn hồi quần rất là tốt nên là khi mà Thảo mặc size S vừa, size M vừa và size L vừa. Chị có bụng nó rộng thôi. Bụng chị là rộng thôi bởi vì là form bụng nó khác chị yêu nha. Chứng tỏ rằng là độ đàn hồi co giãn của vải rất là tốt luôn. Cho em hai áo. Cho em hai áo dây tay len. Ok chị Nguyễn Hải Ninh nha. Chị Nguyễn Hải Ninh để cho em số điện thoại chị Hải Ninh nha. Quần legging bao nhiêu? 270.000 chị yêu nha. Bác hiệu trưởng mà mua quần legging lấy cho em một chiếc size L. Ok chị nha. Chị em để cho chị lúc nào chị qua nhé. Nhớ thấy nhớ em Vân Anh rồi, em nhớ chị lắm ấy, chị Tâm Thư ạ. Em đang mấy hôm nay em đang bảo không biết từ lâu nay bác mất tích đi đâu mà không ghé qua thăm em thì bác điện thoại gọi cho chị ạ. Ok chị say mờ nhé, cảm ơn chị Thu Cúc ạ. Áo trắng bao nhiêu? Áo trắng 220.000 bao ship chị yêu nha. Chị Thu Cúc, chị Thu Cúc không cần phải số điện thoại, chị Thu Cúc em xin thôi. Chị Thu Cúc ơi cho em xin thôi số điện thoại với ạ. Qua chị mục cho em rồi không thấy gọi điện. Chị Hoa Hà ơi, em thứ nhất là em xin lỗi chị vì sự chậm trễ không gửi hàng chốt đơn cho chị. Đây là lỗi của em xin lỗi chị cho em xin lại số điện thoại để nhân viên thì em gọi đến chốt đơn cho chị yêu Hoa Hà nhá. Chị Thu Thủy này cho mình một chiếc quần size M, em cảm ơn chị Thu Thủy ạ. Chị Huyền Hà này cho chị một chiếc quần size M. Ok em cảm ơn chị Huyền Thị Hà. Còn chị nào chốt quần nữa không ạ? Rất là nhiều luôn. Chị ơi, nhiều lắm luôn đi ạ. Cả thùng luôn các chị nhá. Dạ. Có miễn ship chị Bùi Thảo nhá. Duy nhất ngày hôm nay là miễn ship chị yêu nha. Cho chị một chiếc quần size M. Ok chị Phan Kiều. Cảm ơn chị Phan Kiều. Các chị yên tâm nhá. Các chị đặt mẫu nào thì em sẽ để riêng mẫu đấy các chị nhá. Đây. Làm gì có những chiếc quần Luberi, những chiếc quần legging mà nó lại cao cấp xịn như thế này các chị yêu. Có cả chống ẩm nhá các chị yêu nhá. Rất là xịn luôn. Mặc rất là thích. Bền bỉ không biến dạng. Để cho chị một cái quần hôm nào bác Tâm lấy gửi cho chị nhé. Ok các chị yêu. Những các khách hàng mà đã mặc như em rồi thì chắc chắn sang mùa thứ hai phải ủng hộ em nữa chị yêu nha. Quần 1m7 mặc ngắn không? Chị ơi không ngắn đâu. 1m7 mặc ngắn không? Chị mà Thụy Hoàng mà 1m7 thì phải mặc XL thì em mới vừa. Miễn phí ship quần nha chị Khải Giang nha. Duy nhất ngày hôm nay là miễn phí ship quần nha. Chị Nguyễn Hải Ninh này cho số điện thoại địa chỉ luôn em nha. Em cảm ơn chị ạ. Chị Thu Phú cho em cân nặng đi em để em tư vấn nào. Nếu như mà nặng bằng em 63 cân mặc size L thì yêu nha. Hiện tại mông của em là 100 đấy ạ. Trần Thu Hương size S. Em cảm ơn chị Trần Thu Hương ạ. Đây ạ, rất là xinh luôn nhá các chị yêu nhá. Mặc cực kỳ nâng mông này. Đúng rồi, nâng mông này, nâng vút luôn các chị yêu nhá. Cảm rất là cao này. Cảm rất là cao. Đấy, túi đằng sau. Những chiếc quần legging có giá 100.000 trở lên. 1706 chắc là chị nhầm. Chị do chị đấy, mà chị nói lên thiên đấy. Những chiếc quần legging mà ở thị trường ngoài là không có túi các chị yêu nha. Không có túi khi mà các chị mặc đi làm sẽ mặc cảm bởi vì là không có túi. Trước và sau nhìn giống như là quần ngủ đúng không các chị yêu? Và các chị bình thường mà mặc quần legging mà giá rẻ thì nó sẽ bị lộ những cái vân quần chip ra các chị yêu. Đây ạ, à, mình có thể bỏ điện thoại nhá các chị yêu nhá. Đây túi rất là mày sâu. Mang cái điện thoại, mang cái máy tính ấy. Cái máy tính tích tiền của chị ra đây. Quần của hãng Vixi các chị à, hãng Luberi các chị yêu nha. Thiết kế từ Nhật Bản, đây là công nghệ của Nhật Bản các chị yêu nha. Cam kết các chị về chất lượng sản phẩm luôn. Ui vẫn vừa đấy chị này. Chuyện chị đã bán năm ngoái rồi, năm nay thì chị tự tin lắm. Ok chị Tài Thủy, em cảm ơn chị Tài Thủy ủng hộ quần cho em nha. Đây các chị nhá. Em cảm ơn chị Nhung Nguyễn nha, ủng hộ chị Nhung Nguyễn nha. Túi có hai túi cạnh không? Đây chị yêu. Trời ơi. Không các chị để 100 triệu trong túi ok luôn. Có túi trước và túi sau nha chị, các chị yêu nha. Đây. Đây.
cho chị nhé. Đây, một cái máy tính tính tiền của em với chị yêu nha. Là các chị biết là nó to tầm cỡ nào rồi đấy các. Mà khi mà nhét vào túi nó vừa in luôn. Em bảo chị với, vừa in luôn. Đây các chị nhá. Đây các chị xem comment của một khách hàng này đã mặc quần nhà em rồi này. Quần mà giống hàng năm ngoái thì mặc thích lắm. Mặc cả mùa đông cũng không bị mất dáng. Em cảm ơn chị yêu. Đúng chị yêu của em thật. Bùi Thảo. Một quần size M, em cảm ơn chị nha. Hai quần là 270.000 bao ship duy nhất ngày hôm nay, còn ngày mai sẽ cộng 30.000 tiền ship cho chị yêu nha. 58 cân thì mặc size L cho em chị Nguyễn Hiển nha. 58 cân mặc size L cho em ạ. Hai quần size S em cảm ơn chị Khải Giang nha. Quần 270.000 chị Vân Lê nha. Có những màu gì hiện tại có màu đen. Hai khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Em chẳng biết nhà sản xuất bảo em là 1 tháng đến 2 tháng nữa chỉ có màu xanh than và màu đỏ đô. Chị nào mà có nhu cầu màu đỏ đô xanh than thì khoảng 1-2 tháng nữa lại mua hàng cho em Vân Anh nha. 54kg mặc 1m57 mặc size M cho em là vừa chị yêu nha. Mặc size M thôi ạ. Chị Phương Trinh size L em cảm ơn chị Phương Trinh nha. Quần size M chị Lường Nga em cảm ơn chị Lường Nga nha. Quần đẹp lắm. Chị Lê Thanh Huyền phải chốt lên cho em 15 chiếc quần đấy các chị yêu nha. Không em thể không nói điều luôn. Có chị Thanh Huyền ở đây mua cho em khoảng 15 chiếc quần rồi. Mua cho mình mặc những 4 đến 5 con. Xong lại mua cho chị hàng xóm, mua cho bạn, mua tặng sinh nhật, mua cho em gái, mua cho em dâu. Mặc nghiện quá, bây giờ năm nay vẫn mua tiếp. Năm nay vừa cho em 4 cái quần lên linh nữa. Đây nhá, bây giờ em bỏ túi ra này. Túi vẫn như thế các chị yêu nhá. Không bị giãn nhá. Đi đâu về? Đây ạ. Đây em bỏ máy tính rất là to vào này. Nhưng mà bây giờ bỏ ra này, vẫn trở lại đàn hồi bình thường. Đàn hồi bình thường luôn. Rất là xinh, bỏ lại cho chị, bỏ lại cho chị. Mặc sướng dã man lắm các chị ạ. Mặc này nó không bị bó. Ví dụ như là những chiếc quần legging rẻ tiền thì mặc các chị rất là khó chịu. Bởi vì nó làn hồi rất là ít. Nên là mặc đứng lên ngồi xuống có khi còn bị tách chỉ á chị. Bị bục đường chỉ của hai đường biên mông đùi á chị yêu này. Nhưng quần như em vô tư thoải mái luôn. Các chị kéo thoải mái không rách luôn. 270.000 một quần chị yêu nha. Cả bộ lanh nữa chị Phương Trinh. Cái hàng lanh như em nhỉ? Phương Trinh chị Phương Trinh ơi, lanh thì em hình như gửi đi hết rồi ạ. Chị Khải Giang ơi, hôm nay bọn em cho đi hết rồi. Một quần bao nhiêu có miễn ship không? Một quần cũng là 270.000 các chị yêu nha. Hôm nay các chị mua cho em những sản phẩm từ 130.000 ở một chiếc áo ren đều được miễn ship hết các chị yêu nha. Chị Thanh Nga, em cảm ơn chị Thanh Nga nha. 49 cân mặc size S cho chị Thanh Nga nha. Quần bao nhiêu vậy? Quần như em là có giá là 270.000 bao ship nha. Chị 1m63 cân. Size L thôi. Nếu size L thôi chị ạ, size L thôi. Cái này co giãn rồi các chị. 54 cân bọn em 50 bằng cho em size M chị không nha. Chị Sáu Nguyễn 1m60 bằng dài 1m50 không dài chị không nha. Thực ra thế này nè. Thế này chứ chị không nha. Nếu như mà các chị dài các chị chịu khó cắt cho em một tí vì form nó không mất dáng đâu ạ. 3M ok chị Mai Linh 3M ạ. Vân Anh ơi lục lại kho cho em cái quần giả váy đi. Mặc đẹp lắm luôn ý. Muốn mua cái nữa. Có mỗi cái size S chị. Chị Hồng Nguyễn ơi chị mà muốn mua quần giả váy nữa thì đợi cho em khoảng 2 tháng nữa chị không nha. Bởi vì là quần giả váy đó là hàng mùa thu đông và hàng đông rồi. Thì là bắt đầu khoảng 2 tháng nữa em nhập hàng đông về thì tha hồ mà chọn nha. Em cảm ơn chị Minh Trang nha. Áo 2 dây đen giá bao nhiêu? Áo mà Thảo đang mặc thì là giá là 220.000 bao ship ạ. Em đang mặc size XL đấy các chị ạ. Rồi, còn áo này em đưa lên chị với. Đây. Còn áo này thì là giá 150.000, có màu ghi và màu đen các chị yêu nha. Màu đen lên 58 cân. Các chị bụng không to bằng em được đâu. Em mới sinh em bé 1 tháng mà bụng em bán hàng ở dưới quán mà các chị khách hàng bảo ôm mãi mà vẫn chưa sinh em bé à em. Bụng to dã man vậy mà chỉ mặc có quần size L thôi các chị yêu nha. 58 cân bụng to mặc ok luôn chị Tô Hải Yến nha. Có mẹ em bế em bé rồi. Trước khi mà livestream các chị yêu ấy thì em đã cho em bú một lần rồi. Xong này mình sẽ bấm khoảng 1 tiếng. Một cữ là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là thôi không like nữa lại cho em bé bú tiếp vào lên nhà ngủ. Ngày mai có nhân viên chốt đơn. Áo ren này là áo ren không đính đá các chị yêu nhá. Chất vải len tâm này. Rất là giãn này. Đấy. Giãn và rất không len... bao giờ bị bai xù các chị yêu nhá. Len tâm các chị khỏi chê các chị yêu nhá. Len tâm này mặc siêu thấm mồ hôi này, giãn này. Đấy, giãn này.
giãn mà lại là ôm, giãn mà ôm đó. À, chị Lê Thanh Huyền này đẹp mà chị đợi màu đỏ và xanh than, yêu thì yêu, yêu chị yêu. Nhưng mà màu đen mới là màu đẹp nhất chị ạ. Chị Khải Giang em có đơn rồi nhá, chị Khải Giang nhá. Em có đơn. Chị Khải Giang ơi, lanh của chị đi rồi ạ. Chị còn hôm nay chị lấy quần legging thì vẫn được miễn ship chị yêu nha. Đó, chị nào chốt để chốt hộ cho em nha. Vâng, em thôi chị ạ. Em mặc sang áo này không, các chị ấy hỏi áo đen gì? Không, không cần, chỉ dơ thế này được thôi. Chị nào chốt chốt luôn cho em nha, mấy giờ em ơi? Nắng sớm à? Mới có 9 giờ nha. Thế à, các chị ơi ngày mai em sẽ về nha. Để chị lấy áo ạ. À ok chị Khải Giang nhá. Chị yêu nào mà chốt nữa là các chị hãy chốt giúp em nhá. Nhà em có rất là... Chị Khải Giang để lại giúp em số điện thoại nhá. Đây nhà em có rất là nhiều quần legging luôn các chị này. Túi này là túi chống ẩm đấy các chị ạ. Đây này, có đường này, miết này. Những chị yêu nào mặc xong mà cảm thấy chưa thích mặc nữa thì các chị bỏ vào túi miết này như này này. Rất là ok luôn, có quần legging lớn không để cho em cái size L nhé. Chị ơi nhà em mới có quần dài thôi ạ. Mới có quần dài thôi nhá. Quần ngố có. Có, rồi chốt đi mai chị nó có tải đi. Có quần ngố chị nhá. Nhà em có quần ngố đến qua mắt cả qua đầu gối ạ. À. Không, quần của hàng Big C này. Này, chị mặc size gì nhỉ? Có nó sẽ tốt. Mày. Có quần ngố nha các chị yêu nha. Quần ngố hiện tại thì hôm nay là không còn size L nhưng mai em nhập một tải về nữa. Đây. Quần này là 100.000 cứ chiêu nha, 100.000 ạ. 100.000 thương hiệu Bixi. Thương hiệu Bixi ạ. Đó. Giá của chiếc quần này là 259.000 cứ chiêu nha. Để áo ren đen cho chị nhé. Ok chị yêu, chị ok chị gái. Lanh đi chị. Mai chị ơi, lanh mệt lắm. Đây. Chị ngồi đi. Chị Phương Trinh ơi, ngố đây 100.000. 100.000 nha. Quá rẻ luôn đấy thật ý. Quá rẻ luôn. Lai luôn áo hồng này hả chị? Ừ, đây chốt áo hồng. Ngày mai em sẽ về áo này với chị yêu nha. Áo phông này có bao nhiêu? Trong 100 chị rồi. Quần legging, quần ngố là 100, còn quần dài 270.000 ạ. Chị Thúy Kiều cho chị một quần size S. Ok, em cảm ơn chị Thúy Kiều nha. Ngày mai em sẽ về hai kiện hàng là to lắm á chị. Chỉ phục vụ các chị yêu. Là em về hàng này này. Áo Bixi, áo phông Bixi này có mấy màu nhỉ? Có màu hồng nhá, màu đen, màu trắng, màu đỏ nâu ạ, màu xanh da trời ạ. Không, màu da, không có màu xanh da trời, màu da. Có xanh da trời mà chị, xanh ngọc ấy. À, màu xanh ngọc. Xanh ngọc ạ, màu da nữa các da. Chị nhá, rất là nhiều màu luôn. 5-6 màu gì đấy, chỉ 62.000 thôi các chị yêu nhá. 62.000 trong ngày mai tầm khoảng 10:30 đến 11 giờ em sẽ bắt đầu khui hàng. Ngày mai chị mới bán tại chỗ luôn các chị yêu nha. Đến mai cho em phải ra xem mai chị để mua. Cho một quần ngố và một quần dài. Ok chị Phương Trinh nha. Ngày mai em về các chị tha hồ mà chốt. Bụng chị hơi to, mặc size L có vừa không em? Vừa chị nhá. Bụng chị mà một em bụng em 100 mà đang còn mặc vừa chứ là bụng chị Vũ Uyên đúng không? Vừa, yên tâm là vừa. Tặng chị áo phông nha. Tặng chị gái luôn một áo phông vì mua quá nhiều quần legging cho em. Cứ thế gửi thôi, không phải điện nhé. Cảm ơn chị Khải Giang ạ. À, quần ngố 63 cân 1m59 mặc XL cho em nha chị Khải, chị Duyên nha. XL nha em còn đấy. Mai về. Áo thu Vixi 3 hôm nữa về chị Thu Vũ nha. 3 hôm nữa ủng hộ cho em. Cho chị một quần ngố size M. Chị Mai Linh cho em lại số điện thoại đi ạ. Mai Linh có số điện thoại. Có chưa? Ok chị Mai Linh. Cái gì đây ạ? Cho anh nhìn. Đồ bộ live vào mấy giờ vậy shop? Ôi, lanh ấy chị. Các chị yêu em thật sự thế này này. Các chị mua hàng lanh em thích lắm. Chốt lia lịa đóng hàng dã man luôn nhưng mà chẳng có lãi. Buồn ơi là buồn. Quần ngố bao nhiêu? Quần ngố 100 chị yêu nha. Quần ngố 100 ạ. Quần ngố này là hàng Vixi đang trong chương trình giảm giá chị yêu nha, là 100. Và không bao ship ạ. Các chị nào hỏi thì em chỉ livestream kèm ở trong livestream này thôi. Còn khi mà các chị mua quần legging dài sẽ được bao ship nha các chị yêu nha. Còn ví dụ như là khi mà các chị mua quần legging ngắn thì là 100.000 không bao ship này. Áo phông 62.000 rẻ không ạ? Rất là xịn, quần giãn này các chị này.
Giải rẻ không các chị không? Quá rẻ đúng không ạ? Các chị mua ngoài chợ cũng không thể mua được cái giá 62.000 mà chất đẹp như vậy đâu ạ. Ít nhất phải là 70-80.000. Đúng rồi, ngày mai em nhập khoảng 10.000 con áo này nữa về phục vụ các chị. Các chị không mua em cũng mua. Tranh thủ bán không 3 tháng nữa là lạnh không bán được nữa. 62.000 quá rẻ luôn. Còn chị nào mà có nhu cầu chốt cái hôm nay để phần cho chị, bởi vì là cái này em có đóng buôn mà các chị, nên là không bao giờ lo ế. Nên là chị nào mà có nhu cầu thì cứ chốt cho chị da đen trắng sang, mai em chốt luôn cho các chị yêu nhỉ. Thế em cũng vừa mua nhiều bộ áo ren. Áo ren có tặng áo phông không? Chị mua tiếp đi rồi tặng chị ạ. Rồi mai chị mua tiếp em tặng nha chị Hồng Nguyễn nha. Mua cho em mấy con quần em tặng cho chị nha. Cho em một quần size M, hai bộ lanh size mã 07 vàng và một bộ lanh size M. Size M. Chị Nguyễn Nguyệt Hoàng để lại số điện thoại cho em nha. Áo phông có màu trắng nha chị Nguyễn Thị Lương nha. Chốt là chốt luôn cho em, ngày mai không có thời gian live stream. Nếu như đi làm không có thời gian live stream, chốt luôn hôm nay cho em nha. Nhân viên thì em ghi đơn, mai gọi cho chị luôn. Áo phông trắng như thế này cũng có 62.000 thôi và không bao ship nha chị yêu nha. Áo phông có màu trắng này, màu hồng này, màu da, màu đen. Có màu đen không? Có đen ạ. Màu đen, gì nữa? Trắng, hồng, da, đen, có cả màu xám cho. Đỏ đô, đỏ đô, màu lông chuột. Thế ạ. Cho một quần dài và quần ngố nhé. Em cảm ơn chị Nguyễn Uyên Vũ nha. Cho em xin số điện thoại chị Uyên Vũ nha. Vân Anh ơi, mai inbox chị nhé. Em muốn tham khảo vài mẫu nữa. Ok, chị yêu Lương Diệu. Cứ like ngày em đi làm không xem được. Thế thì like tối thì mình xem lại. Xem lại cũng vẫn được giá ưu đãi mà các chị. Like lanh thì tầm khoảng 9 giờ mai em like lanh chị yêu nhá. 9 giờ ngày mai cho Nga like lanh. Rồi 11 giờ hàng về áo em sẽ like áo. Vậy thêm áo XL màu hồng nữa. Chết thôi, nghiện đồ của shop rồi. Em cảm ơn chị Phương Trinh. Chị Phương Trinh em nhá. Chị Phương Trinh là lấy màu hồng XL. Ok, em cảm ơn chị gái. Mặc lại áo phông đi, mặc đi em. Mặc luôn. Áo phông mặc với quần legging cũng đẹp các chị yêu nha. Áo phông mặc với quần legging rất là khỏe khoắn. Cho em đi một chiếc giày thể thao cũng được các chị yêu nha. Chị nào bánh bèo thì đi chiếc giày cao gót một tí, hoặc là đi giày sandal cũng rất là xinh nha. Mua cả chục sản phẩm rồi. Chết rồi, em là dại rồi. Dại từ miệng rồi. Hôm nào em sẽ dành một mini game tặng quà. Hôm cho em tặng các quà các chị rồi thôi. Hôm cho em tặng cả đến gần 100 con quần bò rồi thôi. Đúng không các chị yêu? Chị Nguyệt Hoàng, em cảm ơn chị Nguyệt Hoàng nha. Một quần L 1m7 52 cân mặc vừa nhé. Để em mặc thử size XL xem đến đâu chị Thủy Hoàng nha, vì từ trước nay em toàn mặc S thôi. Chị Thủy Hoàng ơi, năm ngoái em cao 1m67 em chỉ mặc S thôi. Còn nếu như mà chị Thủy Hoàng cao 1m7 thì em thử L hoặc L nha, bởi vì em chỉ thua chỉ có 3 phân thôi. Em 1m67 cơ. Mai em sẽ thử xong em sẽ gọi điện chị Thủy Hoàng nha. Em ơi ghi vào đi. Chị Thủy Hoàng ghi cả chiều cao cân nặng của chị vào để ghi chú ngày mai tư vấn cho chị. Tặng chị áo phông. Tặng áo phông cho chị đi. Mùng 1 tháng cô hồn mở hàng. Buôn may bán đắt. Được nhiều Vân Anh. Mai inbox chị Băng Băng nha, chị Tuyết nha. Bộ lanh bao nhiêu em? Bộ lanh nhiều giá lắm chị ạ. Mua quần tặng áo đen. Không được chị ơi, miễn ship là không được rồi. Cho chị thêm một áo hồng đang cầm nhé. Chị Thanh Nga, ok chị yêu. Quần dài giá bao nhiêu? Quần dài giá là 70.000, bao ship chị yêu nha. Nếu không vừa hỗ trợ đổi cho em được nha. Được nha chị nha. Nếu không vừa thì chị cố gắng chịu phí ship đầu chị, còn em chịu phí ship đầu em. Các chị đổi hàng về chỉ mất có 10.000 tiền ship thôi thương em. Thì gửi đầu các chị lại, còn em sẽ hỗ trợ các chị gửi đầu cứ đi. Coi như là hai chị em mình mỗi người một đầu cho thoải mái các chị yêu nha. Bộ lanh thì có giá từ 105.000 đến 150.000 các chị yêu nha. Áo phông này chỉ có 63.000 thôi các chị yêu nha. Phải nhấn mạnh là 63.000, có rẻ không ạ? 62. À 62, quên, lại ăn bớt mất 1.000. Vân, có Vân Anh vào nhộn quá, em cảm ơn chị gái. Cho chị một áo phông trắng size L, một quần đen size L, XL nhé. Một phông đen chị thì... một phông. Chán quá. Chị Lương Nguyễn cho em xin số điện thoại đi. Mua hàng của nhà em Vân Anh là nghiện đấy. Đúng rồi, mua hàng của em là nghiện luôn đó các chị yêu ạ. Chị chưa được tặng quà bao giờ. Một hai hôm nữa em sẽ cố gắng
em sẽ bán thật nhiều lanh này, fixie này, áo, rồi em xin công ty hỗ trợ hàng về đây để em tặng quà cho các chị yêu nhá. Em sẽ cố gắng, em sẽ không hứa nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao để hỗ trợ chương trình để chiên khách hàng của em Vân Anh các chị yêu nha. Không có nhiều đâu các chị yêu ạ, thực ra là tặng em không có những 1.000 sản phẩm hay 2.000 sản phẩm để tặng các chị được. Nhưng mà ví dụ như sẽ cố gắng vài chục sản phẩm để chiên các chị chơi mini game, chị nào may mắn thì nhận được quà thì em sẽ cố gắng làm được cho các chị yêu nha. Bộ lanh các chị yêu, bộ lanh thì các chị cố gắng xem lại livestream của trưa nay này, với lại là ngày mai, ngày hôm qua cho em các chị yêu nha. Quần legging là 270.000, chị Nguyễn Cẩm Lai nha. Mua quần legging thì được miễn ship, nhưng mà áo phông thì không được miễn ship chị yêu nha. Nếu chị mua chung thì được miễn ship, còn chị mua riêng thì không được miễn ship chị Ngọc Tạ Lan nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay được miễn ship thôi các chị yêu nha. Lấy 2 áo phông không được miễn ship nha chị yêu. Chị lấy 10 áo phông cũng không miễn ship luôn ý. Thật sự có 62.000 một cái thôi thì em không thể hỗ trợ giá ship cho chị yêu nữa. Bộ lanh chất đẹp bao nhiêu? Đẹp nhất là 150.000 chị yêu nha. Lanh có giá là 249.000 là 349.000 là 350 đấy. Còn 150.000 là lanh đẹp nhất, chất liệu là lanh xước chị yêu nha. Con khóc kìa, em vừa cho tu ti rồi, anh chị Xuân Diệu không phải lo đâu. Áo phông có những màu gì nữa lên em? À, các chị ơi, áo phông nhà em có màu trắng ạ, màu đen ạ, màu ghi nhá, màu ghi đá ấy, các chị yêu, màu xám lông chuột rất là xinh này, màu đỏ đô này, màu xanh ngọc ạ, rất là đẹp các chị nhá. Chị nào mà thích màu nào các chị yêu hãy nhanh chóng chốt đi ạ. Và màu hồng các em đang mặc các chị này, chị yêu nào thích màu hồng thì có nước da trắng một chút thì mặc màu hồng rất là xinh nhá. Thấy các chị này. Đó, các chị không phải lo bụng béo mà áo không bị béo đâu, chị nhìn em này. Đó, rất là giãn. Thực ra là nếu như bụng to như em Vân Anh thì không mặc áo phông đâu. Bụng 100 thì không thể mặc áo phông đâu các chị yêu ạ. Bụng bình thường các chị tầm khoảng 90 đổ về là mặc áo phông cho em nhá. Còn nếu như bảo là ai cũng mặc áo phông là nói phét, nói điêu không đúng rồi. Và tầm các chị cứ yên tâm là vòng ngực khoảng 93, 94, 95. Bụng khoảng 90 đổ về là mặc áo phông của em các chị yêu nha. 90 chỉ có 62.000 thôi. Ngày mai mà các chị nào không có thời gian xem livestream thì chốt trên này luôn cho em. Màu gì, size gì, số điện thoại mai nhân viên em gọi điện qua cho các chị yêu nha. Mua nhiều hàng mà hôm nay mới được gặp bà chủ, em cảm ơn chị Dung Trần. Em một năm nay em không lên livestream rồi ạ. Cho chị một áo phông em đang mặc dồn đơn. Ok chị Trần Thu Hương. Ở trên bẩn nó lại em. Còn quần ngố chị nha, còn quần ngố nha. Quần ngố đấy các chị yêu ơi. Quần ngố có giá là 100.000. Nhưng quần này không phải hãng Blueberry các chị yêu nha. Quần này là của hãng Vixi ạ. Hãng Vixi. Ngày mai em cũng có về hãng quần quần dài Vixi này các chị yêu nha. Chị nào mà có nhu cầu muốn mua hãng quần Vixi thì trưa mai lại gặp em Vân Anh vào lúc 11 giờ các chị yêu nha. Có quần ngố chị Hải Yến nha, chốt thì chốt luôn cho em này. Ngày mai đi làm không có thời gian xem livestream thì chốt luôn này. 100.000 một chiếc quần này, có đủ size SML XL nha. Váy đen em mặc còn không? Chị Chu Thu, váy đen em mặc còn nha, có size ML XL. Hiện thì em chỉ đang mặc size M thôi. Size M thì hơi chật, hơi ôm một tí chứ không chật. Còn size L thì hơi rộng. Tại vì là cái áo váy này là form suông. Thứ hai là váy này là che khuyết điểm vòng 2 thần thánh. Thần thánh luôn nên là em chỉ dám mặc đồ đen thôi, không dám mặc màu khác. Cho chị cùng một quần ngố với chị Uyên Vũ nhé. Ok chị Thu Vũ. Chị Thu Vũ ơi, nếu mà chị mặc quần ngố thì phải mặc XL cho em nha. Chị Thu Vũ nha, vì quần này độ giãn sẽ không bằng quần hàng Blueberry đâu ạ. Cầm lấy cho chị với. Đây các chị nhá. Em ơi ghi vào cho chị đi. Ghi nhá. Chị Uyên Vũ thì chị Thu Vũ chốt đơn cùng với chị Uyên Vũ ấy, nhưng mà lấy quần XL. Áo phông có những màu gì? Nói nha. Các chị ơi, áo phông nhà em có màu trắng nhá. Màu trắng ạ, màu đen ạ, màu xám lông chuột ạ, màu hồng mặc ạ, màu xanh ngọc và màu đỏ đô các chị nhá. Rất là nhiều màu luôn, chị nào mà thích màu nào các chị hãy nhanh tay lựa chọn nhá. Và mẫu áo phông nhà em có size ạ, có từ size S đến size 2XL cho các chị nhá. SML, XL và 2XL cho các chị lựa chọn luôn. Chị nào mà dưới tầm khoảng 64 cân trở xuống thì nhà em sẽ mặc được áo phông nhá. Và chị yêu nào mà bụng to thì mặc áo phông vẫn ok nhá. Bình thường thì những chị yêu của em có cái form người hơi lớn một chút thì rất là ngại những cái mặc bộ áo bó ấy. Thì các chị hãy thay đổi suy nghĩ đi ạ. Vì là các chị mặc áo bó vào thì nhìn người mình sẽ rất là gọn đấy ạ.
Còn các chị mà mặc áo rộng quá thì nhìn người mình sẽ bị béo lên đấy nhá. Chị Nguyễn Hải Ninh ơi, có gen tay dài đấy chị yêu nha. Thôi chị lấy luôn cái mẫu gen mà em thích đi nè. Đây nhá chị nha, 1706. 1706 chị Nguyễn Hải Ninh nhá. Nếu mà thích thì lấy cái mẫu gen 1706 em Vân Anh đang khoe đây nè. Rất là xinh luôn. Các chị mua chung cũng được, mua chung gộp đơn đi. 1m6 nặng 63 cân. Tư vấn ngoài giờ em nhé. Ok, okay chị nha. Nguyên Vũ, cho chị 4 cái áo size M đỏ đô ghi hạ. Đỏ đô 2 ghi trắng. Ok chị lường ngay cho em xin số điện thoại luôn nha. Các chị nào ghi dồn đơn, nếu mà mua trước rồi ý, mua ở trên rồi ý, thì các chị phải ghi dồn đơn nhân viên thì em mới chốt được đơn, không là các bạn sẽ bị lộn đơn các chị yêu nha. Chị nào ghi dồn, khi đã đặt rồi thì ghi dồn đơn, còn các chị nào chưa đặt thì nhớ cho em xin số điện thoại các chị yêu nha, thì em mới chốt đơn được. Cho chị một chiếc áo phông trắng, em cảm ơn chị yêu Mai Linh nha. Cho hai phông nữa màu hồng và màu da gửi cùng quần nha, miễn ship cho chị chứ. Ok chị yêu, chị mua quần rồi thì được miễn phí ship hết chị yêu nha. Nguyễn Cẩm Lai lấy đi, năm ngoái chị lấy rồi, form mặc thích lắm. Đó, năm ngoái em bán rồi nên chất lượng em không thể lo được. Năm ngoái thực ra là hàng em chưa test thử thị trường nên em chỉ nhập vài trăm con một lần thôi. Nhưng mà sau khi mà có lượng khách hàng tin tưởng này, mặc sản phẩm test thử sản phẩm là ok rồi, thì em nhập một lúc mấy nghìn là bình thường chị yêu ạ, nhập mấy nghìn luôn. Thoát mạng rồi chứ không lúc nữa là mua hàng. Hoàng chịu. Thoát mạng thôi chứ không lúc nữa là mua hàng chịu. Chịu. Bán chịu cho chị bằng. Cứ một tháng lên nhà em một lần em bán chịu cho chị luôn nha. Có áo ren dài tay không ạ? À? Áo ren dài tay thì một tháng nữa sẽ có chị nhá. Bây giờ nó chưa sản xuất đâu. Bây giờ thì là hàng mùa vào. Bây giờ nó còn hè, nó còn nóng, nó là hơi vào thu rồi. Nó sản xuất những cái sản phẩm mặc nhẹ vừa phải thôi. Còn đến bắt đầu mà chớm lạnh thì người ta mới sản xuất hàng ấy chị nhá. Sản xuất hàng lạnh nhá chị yêu nha. Hiện xem like của Vân Anh mà bận không theo dõi được, em cảm ơn chị Phương Trinh nha. Chị cao 1m58, bụng 82, mông 100, mặc quần legging size mông 100 à? Mông 100 bằng chị đấy. Ừ, to nhỉ. XL đi chị ạ. Không. À nhưng mà chị Cẩm Lai ơi, chị Cẩm Lai thấp hơn em. Em 1m58 thì để em xem. Chị Nguyễn Cẩm Lai để lại số điện thoại cho em nha, chị mặc L hoặc XL. Nhưng mà để em đo lại thân hình của em rồi em sẽ tư vấn cho chị Nguyễn Cẩm Lai nhá. Chị Nguyễn Cẩm Lai, nếu mà yêu sản phẩm như em Vân Anh cho em xin số điện thoại ngày mai. Em Vân Anh phải gọi điện chốt đơn, chị mặc L hoặc XL thôi, không vấn đề gì hết. L với XL cũng được, nhưng mà em để đo lại ghi vòng vòng bụng của em và vòng bụng của chị. Bởi vì là chiều cao của em hơn chị những 9 phân cơ, gần 10 phân rồi mà em mặc size L thì chắc chị cũng mặc L hoặc XL thôi. Vòng ngực 87, mặc áo phông vòng ngực 87. M chị nhá, M hoặc L. Còn tùy vào bụng của chị nhớ chị Hoàng Lâm Anh nhá. M hoặc L cũng được ạ, 87 mặc M thôi ạ, 87 mặc M thôi. Chị Chu Thu M nhé, em cảm ơn chị yêu. Đứng lên chị ngắm máy, em thẹn lắm chị Dung Trần ạ. Béo xong rồi xấu, em thẹn lắm. Cho chị hai áo phông size S màu đỏ đô. Linh ơi, em đọc hết đơn cho chị cái. Nhiều chị chốt đơn lắm ý. Em ghi hết rồi mà. Đây thấy có chị, cho chị hai áo phông chị Thuy Kiều nó ghi không? Rồi, không? Cái dồn đơn Nguyên Vũ gì? Đảm bảo chị đọc đi cho em. Không có dồn đơn thì Thúy Kiều, làm gì có dồn đơn. Nguyên Vũ, Nguyên Vũ dồn. Thúy Kiều cơ mà. Mày đọc đi. Rồi chị đọc. Thôi để Mai gọi đi, mày đừng có bon chen quá. Em cảm ơn chị yêu Thúy Kiều nha. Quần ngố màu đen bao nhiêu tiền? 100 tiền chị yêu nha. Cho một đỏ đô sao 2XL không có chị Thu Vũ ơi, đỏ đô không có 2XL rồi. Váy đen bao nhiêu? 52 cân size M chứ? Ok chị Thu Vũ, 52 cân mặc size M chuẩn cho em. Thực ra là vai em rất là bé, nhưng mà bây giờ em phát tướng lên rồi thì bắp tay em to thôi chứ vai em bé lắm. Vai em mặc size S luôn đấy các chị yêu ạ. Mỗi cái bụng với cái mông nó lại phát tướng lên thôi. Vậy cho em cả hai áo ren tay dài nhé. Chị Nguyễn Hải Ninh cho em số điện thoại nha. Cho em xem áo 2 dây được không?
em vừa vào áo 2 dây đấy các chị yêu nha, 2 dây có hai loại đấy ạ. Ren đá 220.000 các chị yêu nha. Các chị chỉ mua được ren đá thì em với giá rẻ 220.000 thôi các chị yêu nha. Áo ren này thì có hai loại là đá và đen và trắng các chị yêu nha, có size đấy ạ. Và thứ hai là cái này là len tăm 150.000 bao ship, tất cả sản phẩm hôm nay live đều được bao ship hết các chị yêu nha. 150.000 len tăm. Đó, cái này là free size. Free size ai mặc cũng được. 65 cân trở xuống mặc được các chị yêu nha. Chị Trần Thu Hương ơi, làm gì còn có mỗi một con làm hàng thôi. Mỗi một con áo hồng là màu để cho các chị biết được là áo phông này có giá là 62.000 thôi. Còn ngày mai em đóng mấy kiện hàng về, bắt đầu em rạch, em khui hàng, em live stream thì lúc đấy mới bán cho các chị được. Còn hôm nay mà có chị nào mà ngày mai mà không đi làm, mà không lúc đấy thời gian không có thời gian để xem live stream thì em vẫn đang đặt đơn hôm nay luôn đi, em giữ hàng. Mai nhân viên thì em chốt đơn. Không là hết thật đi. Em nói thật thì có 62.000 ai cũng có khả năng tầm tay để mua một chiếc áo phông được hết ạ. Áo ren có mấy kiểu? 4 kiểu. Có 4 kiểu chị nha. Gộp đơn cho chị nhé, quần legging dài, 4 áo phông, 1 gỗ. Ok chị Lường Nga. Cảm ơn chị yêu đã ủng hộ em Vân Anh rất là nhiều. Cho 2 áo size L màu trắng và chặt hồng, quần legging. Dồn đơn váy hồng đổi size M. Đổi size M sang L. Váy hồng là cái gì nha? Chị đổi váy ấy, chưa nhận hàng chị ấy rồi. À thế à. Chị An Mùi thì em chưa nhận được váy của chị nha. Có sale quần tây không? Hôm nay em không like quần tây chị gái ạ. À, quần ngố màu đen bao nhiêu? 100 tiền nha chị yêu nha, 100.000 ạ. Gửi cả quần ngố size M nhé. Ok chị Thu Thu. Chị Chu Thu em xin số điện thoại với ạ. Áo phông dáng mặc. Áo phông dáng mặc được không? Chị Uyên Vũ ơi. Bụng 80 mấy nhỉ? 86 mặc được. Mặc được. Mặc XL cho em. Quần của Thảo là 270.000 các chị yêu nha. 270.000 ạ. Lên shop Vân Anh là phải mua chuẩn luôn chị Nguyễn Thị Đoài, nên nhem là phải mua chứ à, nhem cửa hàng rộng mà to thế này cơ mà. Nhiều hàng các chị phải không mua được cái nọ mua cái kia đúng không ạ? Sản phẩm nhem thì có trị giá từ 100.000 trở lên nên là ai cũng có thể mua được hết. À 62.000. Nguyễn Cẩm Lai. Chị Nguyễn Cẩm Lai đăng gì nhỉ? Chị Nguyễn Cẩm Lai ơi, chị đặt cái gì đấy ạ? Chị vừa đặt quần đấy. Ok chị gái. Hết bộ lanh là nhiều lắm, lanh lắm chị ạ. Công ty bảo em mới bán tiếp đi chị gửi về. Mệt lắm, nhân viên nhà em bảo thôi em xin chị thì đừng bán lanh nữa, em mệt lắm rồi. Vũ Thị Thu, Vũ Thị Nhu Vũ, cho chị một quần size M, cho chị em xin số điện thoại nha, chị Vũ Thị Nhu Vũ nha. Hả? Hoàng Lâm Nguyễn. Chị ơi, áo phông 87 mặc áo size gì? Ngực 87 á chị, ngực 87 mặc M hoặc L cho em nha, thì tùy thuộc vào cân nặng nữa, cho em cân nặng nữa. Xem mãi không chịu được để cho em áo hồng. Để cho em áo hồng và quần ngố size S miễn ship nhé. À, chốt cho chị Nguyễn Hồng áo hồng và quần ngố nha. Quần ngố nhưng mà không bao ship được. Rồi ơi, áo 62.000, quần thì 100.000. Tổng một set có 162.000 thì làm sao em Vân Anh mà đủ tiền rồi nhỉ? Bao ship cho chị được, ship những 30.000 liền. Mà em thề với chị lãi đến 5.000 một set này thôi ý. Lãi đến 5.000 thôi các chị yêu ạ. Ok, chị Nguyễn Hải Ninh đợi em một chút nha. Em lấy mấy mẫu gen mặc cho chị đi. Mai chọn áo nhé. Ok, tình yêu. Dung Trần, 63 cân, 1m59. Một quần ngố, chị mặc cho em XL nha. Chị Nguyễn Dung nha. Quần dài không phải XL đấy. Và một phông trắng, ok chị Dung Trần. Ai em? Chị Hồng Nguyễn nha. Là một áo hồng này và quần ngố size S này, được chưa? Chị Dung Trần chưa? Chị Hồng Nguyễn cho số điện thoại đấy. Dồn đơn quần và áo cho chị nha. Ok, chị Khải Giang em nhớ đơn của chị lắm rồi. Bạn gửi rồi à, dồn đơn gửi một thể. Chưa nhận được cái váy. Chị An Bùi thì em chưa nhận được váy chị yêu ạ. Chị Chu Thu cho số điện thoại rồi này, chị Lương Nguyễn. Ôi cái con này từ nãy giờ mày không đọc à? Thì mày phải đọc chứ. Lương Nguyễn Thị. Chị Lương Nguyễn Thị để lấy cái gì đây ạ? À? Để lại số điện thoại cho em nhưng mà không biết là chị lấy cái gì đây ạ? À? Chị Nguyễn Chí Cường, em một áo phông màu trắng size M dồn đơn nhé. Ok chị yêu.
quần len kinh bao nhiêu? Quần ngố là 100, còn quần dài 270 thì yêu nha. Nặng 47 cân, mặc size S cho em thôi ạ. Đỏ độ XL còn không, mai còn chị nha. Khách ruột yêu tiền. Chị Nguyễn Cẩm Lai mua quần len kinh ok chị yêu ạ. Ok chị Vũ Thị Nhu nha, em cảm ơn các chị yêu nha. Quần ngố mặc size S nha chị Hoàng Lâm Nguyễn nha. Áo phông học sinh mặc được chị yêu nha. Đây. Áo phông khoảng 40 cân là mặc được. Cái. Đây, ta mặc cho. Mấy giờ rồi bay? Mệt lắm rồi. Cho em một quần ngố size M nữa. Ok chị Hồng Vũ nha. Thôi mai để cho Linh đọc lại comment. Cái điện thoại của em comment là nó chỉ được một đoạn thôi. Mày lấy điện thoại anh Kiên này. Điện thoại, không, điện thoại nào vậy? Điện thoại chị đọc hết luôn. Không, điện thoại này mình like thì đọc được hết chị ạ. Đó, điện thoại chị vẫn đọc được mà. Điện thoại like đọc được hết. Còn điện thoại nào mà đang xem thì chỉ đây, mẫu này là 1701. Chụp lại màn hình cho em nha các chị yêu nha. Có quần dài nha chị yêu nha. Thảo đang mặc quần dài đấy à. 270.000 các chị yêu nha. 270.000. 55 chị xem rồi. Chắc các chị buồn ngủ đi ngủ hết rồi. Không thích xem anh live stream nữa rồi. Em sẽ sơ lược lại một lần sản phẩm nữa các chị yêu nha. Chắc các chị xem nha. Chị nào đang còn lăn thăn cứ chụp lại màn hình cho em. Xong rồi tìm hiểu này, xem các shop bán cái mẫu này bao nhiêu này, shop kia bán bao nhiêu này, về nhà em bán, Vân Anh bán bao nhiêu rồi ủng hộ Vân Anh các chị yêu nha. Còn các chị nào mà chưa sử dụng sản phẩm nha em bao giờ thì chỉ cần mua một chiếc áo với giá là 62.000 thôi sẽ quay lại luôn, là sẽ quay lại với em Vân Anh luôn, bởi vì là không thể chê được giá và chất lượng sản phẩm với em các chị yêu nha. 1701 giá là 130.000, bao ship duy nhất ngày hôm nay được bao ship các chị yêu nha. 1701 này à? 1703. 1703. 1705 ạ. Đây 1705 nha. 1705 xinh chưa? 1706 ạ. Đây ạ. Cái mẫu này xinh nhất các chị yêu này. Các chị yêu lấy mẫu này này, đẹp cực. Đứng lên chị nhìn dáng váy. Chị Chu Thu ơi, ngày mai nhá. Ngày mai em muốn livestream hai chị em mình nhìn nhau thôi nhá. Mặc hẳn, khi nãy em mặc hẳn rồi thì Trần Thu Hường ơi, em mặc hẳn rồi, nhìn thế này là chị biết mà. Nhìn thế này là biết mà, đây em mặc như thế này. Đó. Phần chị cái nhé, ok chị Vũ Hạnh cho em số điện thoại đi hả. Chị Vũ Hạnh lấy cái gì cho em xin số điện thoại nha. Ok chưa ạ. Đó. Quần dài em 42 cân mặc vừa size S không? Vừa chị nhá. Chị Quốc, chị Quốc, Trần Quốc ơi, cam kết chị là vừa. Em đang có mua 47kg mấy. Nhưng mà nếu mà chị 42 cân mà chị lùn thì chị phải cắt gấu cho em đi ạ. Cam kết là vừa nhưng mà chiều dài là phải cắt gấu nha chị nha. Chị Khải Giang áo phông cho chị M nhé. S sợ bó. Được nha chị Khải Giang nha. Bởi vì thế này cây Nga thì em người dáng nó rất là mỏng. Nó mặc S cũng được, mặc M cũng được. Mà nhìn form nó rất là giống nhau. Bởi vì là độ co giãn áo rất là tốt. Người nào mà to thì mặc giãn ra. Còn người nào mà nhỏ quá nó không thèm giãn nữa chị yêu nha. Chị Lương Nguyễn Thị cho chị một cái áo phông trắng size L, một cái áo phông đen và một màu da size XL. Em cảm ơn chị Lương Nguyễn nha. Áo phông là 62.000 là không bao ship đâu các chị yêu nha. Nhớ là không bao ship cho em đâu. Có màu đen à? Ôi trời ơi. Chị làm hết rồi nhà mình. Áo 62k còn nha, ngày mai bên em hàng về thì em sẽ bắt đầu livestream với các chị yêu nha. Em ơi, chị ơi, em một quần ngố size S. Chị dồn đơn cùng áo ren cho em nhé. Chị Hoàng Lâm Nguyễn. Ok chị yêu. Cổ cao hay cổ thấp em? Cái gì? Cổ này là cổ tròn chị nhá. Áo ren cổ tròn ạ. Cổ tròn trễ xuống thì mình có thể mặc kết hợp cùng với những chiếc váy cổ tròn ở bên ngoài. Áo ren thì em thân lên đây nè. Đó, đến đây nhỉ. Đó, áo ren thân lên đây. Khi mà cái Thảo sắc quần lên là áo ren lên đây chị nhá. Chiều dài bằng đây. Thì mà ví dụ như thế này, các chị mà nhiều tuổi rồi thì sẽ không mặc được kiểu ren này. Còn tầm tuổi em trở xuống mà thích sexy hở rộ thì có vấn đề gì đâu các chị yêu. Bây giờ bọn em vẫn mặc vậy mà, mặc kiểu crop top vậy á. Thì là mặc một chiếc áo ren và một chiếc quần legging. Còn thích mà phong cách một chút nữa thì mặc một chiếc quần, một chiếc áo gi lê là ok chị yêu nha. Mai chị qua cửa hàng. Áo ren giá bao nhiêu? 130.000 bao ship duy nhất ngày hôm nay chị yêu nha. Áo ren dài tay phải một tháng nữa mới có ạ. Chốt áo hồng size M còn ngố S. M ok chị Hồng Nguyễn nha. Rồi, mấy giờ rồi? 10:55. Thôi, thế chốt thôi. Ok các chị yêu nha. Bây giờ là 10 giờ rồi.
Em xin kết thúc livestream đây cho em mệt lắm, cho con tin là cơ, cho con bú là lên ngủ với con đây. Ngày em sẽ hẹn gặp lại các chị trong buổi livestream khoảng 9, tầm khoảng 9 giờ em livestream sim lanh này. 11 giờ là em livestream áo phông nha. Chị nào mà muốn mua áo phông 62k thì phải đón xem cho em vào lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ các chị yêu nha. Khoảng thời gian đấy không là hết thật đấy, em nói thật đi. Nhà em mà bán số lượng là 10.000 con quần legging mà trong vòng 3 ngày là chị biết rồi nhá. Hết đấy ạ. Rồi, em cảm ơn các chị đã ủng hộ em trong buổi livestream ngày hôm nay các chị yêu nha. Hẹn gặp chị lại ngày mai. Chúc các chị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các chị ngủ ngon. Em yêu các chị nhiều ạ.